Alo, vẫn nghe được không em? Dạ nghe được thầy. Chào em. Dạ Từ sáng nay có tin gì vui không em? dạ không thầy cũng bình thường. Alo, Long ơi, Long có đây không Long? Dạ có thầy ơi, có thầy ơi. Bạn có mang lại một tin vui gì cho chúng ta không em? Em á thầy. Thầy mới hỏi ai vậy? Long? Dạ. Hôm nay có ca sĩ khách mời đúng không Long? Dạ đúng rồi thầy, nhưng mà em không em em vẫn chưa em mới 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 vô thầy, từ đợi thầy, đợi tí thầy. Dạ rồi, ok. Ca sĩ khách mời hình như có thầy ơi. Ai vậy em? Alo, Phát ơi, nghe được không em? Dạ nghe được đó thầy. À, hôm nay ca sĩ khách mời của lớp chúng ta là ai vậy em? Dạ là bạn vô trễ nhất nhưng mà em hình như em không không để ý lắm. Alo, ca sĩ khách mời lên tiếng đấy nhỉ? Là em hả thầy? Thầy nghĩ là em đi học các buổi khá đầy đủ đúng không anh? Dạ em đúng rồi, em vừa mở láp lên thầy, tại do cái láp em nó bị cái gì nên Đúng em mới vô rồi. trễ 1 phút. Ok, đúng rồi, cuộc sống của chúng ta nó nhiều khi nó là duyên phận đấy em nhỉ. Dạ Đấy, đúng. đó là cái gì đó em đóng góp cho lớp trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì ca sĩ khách mời buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần thường có suy nghĩ như thế nào ca sĩ khách mời? Còn này em nghĩ sao, vẫn có thông tin Em tốt nghĩ chưa? là chắc em phải là không em không phải là người cuối cùng vô đó rồi thầy còn nữa. Thầy ơi, em nghĩ là bây giờ còn rất nhiều bạn chưa vô thầy, nên là có gì thử, chờ thử, tới đây chờ thử. Nhưng mà thầy nghĩ là thời gian nó không chờ chúng ta, và có những người đi trễ vì lý do chích ngừa, người ta vào cả tiếng nữa thì thôi mình để người ta giữa giờ đi. Còn bạn Vân hôm nay thì là duyên phận rồi, cho nên là thầy nghĩ buổi sáng Vân đã có sự chuẩn bị nhất định rồi đúng không Vân? Đó là thầy thầy lại nói nó duyên phận, nhưng nó mà duyên phận vâng. Thế thì Trời em ơi, sống luôn ha. thầy ơi, sáng sớm mà em hát chắc mọi người ngủ hết luôn thầy. Thế em muốn làm gì, thôi em tập thể dục, bật nhạc cao lên cho mọi người khởi động cùng em cũng được. Ơi, thôi ra chơi vô đi thầy. À vậy hả, theo như Dạ. yêu cầu của 28 trên 29 người có mặt hiện nay thì người ta bảo là em kiểu gì người ta cũng chiều hết á, mà kiểu gì em hát cũng hay hết á. Thôi em nghĩ là ra chơi vô. Chơi ha. Dạ. Ok. Thầy ghi tên Vân đấy ha. Rồi.
làm ăn và alo Phát ơi, em có nhìn thấy màn hình của thầy không? Dạ thấy á thầy. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã đi xong cái chương số 2, những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Alo Phát, bạn này tên gì vậy em? Dạ bạn Lâm Châu Ngọc á thầy. Châu Ngọc ha. Dạ. Ok. Rồi. Thầy ơi, bạn này hát hay lắm á thầy. Ok, cảm ơn em. Alo Ngọc ơi. Ngọc nghe được không em? Dạ nghe được ạ. Chào em. Buổi sáng thứ hai đầu tuần có tin vui gì không em? Dạ không ạ. Nhưng mà cả lớp có tin vui đấy em. Em có muốn cả lớp báo tin vui cho em không? Dạ, tin vui là Groucho sẽ có à, em có cần bạn Long báo tin vui của lớp mình cho em không hả Ngọc? Dạ cần ạ. Cần ha. Alo Long ơi, em có cái gì giới thiệu báo tin vui cho bạn đi em. Chúng ta có nhận được một món quà gì sáng nay về Long? Hôm nay là ngày đầu tháng thì tôi xin chúc mừng bạn đã quay vào ô là hát vào giờ ra chơi hoặc là đầu giờ nha bạn. Ngọc nghe được không em? Dạ nghe được ạ. Cả lớp rất là vui mừng vì hôm nay em đã xuất hiện và em sẽ đóng góp một tiết mục văn nghệ. Em có muốn lên sóng bây giờ hay là giữ nghỉ giải lao thì em lên? Dạ, để nghỉ dễ lao đi ạ. Ok, cảm ơn em, thầy đã ghi tên rồi. Em cũng có bạn đồng hành, đó là bạn Thanh Vân đó Ngọc ạ. Nhá, chứ không phải trên đường của em là cũng có nhiều người đồng hành, không phải mình em nhá. Tính đến thời điểm này. Rồi. Ủa thầy ơi, chứ không được nhường ngôi hả thầy? À, không, chúng ta bảo top 2 mà Vân. Top 2 mà. Ừ. Chúng ta bảo hai bạn. Đến thời điểm này thì là hai ca sĩ khách mời mình đã chốt rồi ạ. Còn lại là những bạn về sau đi chích ngừa. Có một bạn hôm qua báo cho thầy là nhà bạn hôm nay là bị cúp điện và khá là dài. Do đó khi nào mà bạn ấy mà vào được thì bạn ấy sẽ báo cáo thầy mà có thể trễ. Có nghĩa là bạn ấy đã có phép trước. Tên gì thầy quên mất rồi. Nhưng mà chút nữa nha. Bạn nào mà có xin phép ngày hôm qua là trong mail thầy có ạ. Rồi. À, Vân nhìn thấy slide của thầy đúng không em? Dạ. Rồi. À, buổi trước chúng ta đi tiếp cái chương số 2, sự đa dạng của cá nhân tại nơi làm việc. Và chúng ta có trao đổi hai nội dung cuối cùng. Một là tính cách, hai là về học tập. Về tính cách thì chúng ta hiểu nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta dựa trên phán quyết ở ba khía cạnh. Ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là liên quan đến trách nhiệm của chúng ta đảm nhận trong cái nhóm hay trong cái tổ chức mà chúng ta là một thành viên. Cái thứ hai nữa là phản ánh cái mối quan hệ của chúng ta với những thành viên còn lại trong tổ chức, trong nhóm. Và cái thứ ba là phản ứng với chính bản thân chúng ta. Chúng ta là người có trách nhiệm với chính mình hay không? Đó là ba khía cạnh của tính cách. Và nguồn gốc của tính cách thì nó gồm hai yếu tố chính. Thứ nhất là cái gen của chúng ta, hay còn nói là di truyền. Yếu tố thứ hai là môi trường. Môi trường ở đây có thể là văn hóa dân tộc, ảnh hưởng bởi chúng ta sinh ra ở Việt Nam, ảnh hưởng bởi văn hóa của Việt Nam. Chúng ta là những con người rất là trọng cái tình, chúng ta rất là mong muốn ngày Tết được trở về với quê hương gì đó. Đó. Rồi chúng ta thấy là bán anh em xa mua láng giềng gần, chúng ta sống chan hòa với cộng đồng xung quanh. Đó là đặc điểm văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Yếu tố môi trường có thể liên quan đến điều kiện sống. Điều kiện sống. Bạn sống trong hoàn cảnh như thế nào? Điều kiện thiên nhiên nó có ưu đãi, có thuận lợi hay không? Không ngẫu nhiên mà người miền Trung họ kiên cường như vậy. Nó cũng liên quan đến cái điều kiện sống của người miền Trung. Một năm chúng ta đón 15 cơn bão thì miền Trung có thể hứng đến 14 cơn bão trực tiếp. Vậy thì trong cái điều kiện tự nhiên nó khá là khó khăn như vậy thì người miền Trung thông thường họ sẽ có một ý chí vươn lên rất là mãnh liệt. Không có ngẫu nhiên mà người miền Nam, đặc biệt là người miền Tây, họ có cái sự hào sảng vậy. Mà đến từ đặc điểm của người miền Tây là họ sống trong cái điều kiện tự nhiên khá là thuận lợi. Mưa thuận gió hòa, cái ăn cái mặc thì rất ít khi phải lo lắng cho ngày mai.
bởi vì điều kiện tự nhiên rất là ưu đãi cho họ. Thì chính vì vậy, người miền Tây có cái điều kiện sống rất là thoải mái. Người miền Tây cũng có chỉ số hạnh phúc chắc là cũng cao, nếu mà thống kê thì chắc phải cao nhất Việt Nam. Người miền Tây cũng rất là sởi lời, người miền Tây cũng rất là hiếu khách. Đấy là những đặc tính của người miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà người miền Bắc họ có những cái chuẩn mực hoặc có những nguyên tắc mà đôi khi chúng ta thấy là hơi khó khăn. Bởi vì miền Bắc là gắn liền với lịch sử phát triển lâu đời của người Việt Nam của chúng ta. Miền Trung và miền Nam thì chúng ta thấy đó là những vùng đất mà người Việt Nam của chúng ta định cư trong một thời gian chỉ tính bằng 100 năm thôi, trong khi khu vực miền Bắc thì tính bằng 1000 năm. Vậy thì những cái lễ nghi truyền thống, đúng không, những cái đặc trưng của cái cộng đồng người họ đã xây dựng trong rất là lâu rồi, cho nên họ có cái gì đó liên quan đến những cái chuẩn mực, những cái quy tắc ứng xử, nó có vẻ là đôi khi nhìn thấy nó hơi cứng nhắc hơn một chút xíu nhá, đến từ lịch sử. Rồi thứ ba liên quan đến cách thức giáo dục, chuẩn mực gia đình. Dạ. Chúng ta giáo dục con cái như thế nào? Ngôi trường đó truyền đạt những cái giá trị như thế nào cho sinh viên? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành tính cách của chúng ta. À. Và chúng ta có một cái bài trắc nghiệm về khí chất trên LMS ấy. Không biết là ngày hôm nay có bao nhiêu bạn làm rồi. Nếu quá một nửa làm thì thầy sẽ bố trí một khoảng thời gian khoảng 10 phút hôm nay để chúng ta sửa cái bài đó. Nội dung tiếp theo. Đây cũng là nội dung mà chúng ta ứng dụng vào làm cái bài tập nhóm đó, đó là học tập là gì? Lưng lý thuyết học tập cơ bản thì chúng ta thấy có ba cách thức học tập cơ bản là bắt chước, được hướng dẫn và trải nghiệm. Thì dưới góc độ hành vi nó có lý thuyết học tập, chẳng hạn như lý thuyết điều kiện cổ điển của Pavlov. Lý thuyết này nói điều gì? Đó là phản ứng với những kích thích không giống như bình thường. Thì hành vi con người của chúng ta có được xây dựng, có được phát triển thông qua những cái phản ứng, thông qua người lãnh đạo, thông qua tổ chức. Những cái phản ứng này là tốt cho tổ chức, nhưng vốn nó không có từ trước. Chúng ta phải tạo ra những phản ứng tích cực thông qua những cái điều kiện bối cảnh. Ví dụ như trong thí nghiệm của Paulo, ông đã gắn tiếng chuông với cái hành vi tiết nước miếng của con chó. Và khi mà con chó không nhìn thấy thức ăn, chỉ nghe tiếng chuông thôi ạ, thì nó cũng tạo ra một cái phản ứng tiết nước miếng. Vậy thì chúng ta thấy từ cái hành vi tiết nước miếng, chúng ta có thể liên hệ đến những hành vi tốt ở trong tổ chức như thế nào. Chẳng hạn như là đi làm đúng giờ, tuân thủ những quy định của tổ chức, ở nghỉ trưa thì đó, trở lại làm việc đúng 13 giờ chiều. Thế làm thế nào để chúng ta gắn cái tín hiệu đó, là gắn cái tín hiệu đó, và người lao động hiểu được tín hiệu đó trong điều kiện bối cảnh của mỗi một tổ chức, chúng ta có thể có những cách thức xử lý khác nhau. Lý thuyết thứ hai là lý thuyết điều kiện hoạt động của Skinner. Ông cho rằng theo sau hành vi là một kết cục. Kết cục này nếu chúng ta mong muốn nó được gọi là kết quả, và nếu chúng ta không mong muốn nó được gọi là hậu quả. Và nếu như gieo hành vi mà gặp cái kết cục thì chúng ta nhớ rằng kết cục đó nếu chúng ta củng cố tích cực, có nghĩa là ta dùng lời khen tặng, ta dùng phần thưởng, thì hành vi đó có khả năng sẽ được lặp lại. Ở chẳng hạn như chúng ta khen thưởng cho cái hành vi hỗ trợ những người khó khăn hay gì đó, thế thì nhiều người ta thấy rằng đó là hành vi được xã hội đánh giá cao, họ sẽ lao ra họ hỗ trợ mọi người khác. Hoặc là hãng taxi MyLink đã thưởng cho những tài xế đã có hành vi là gì ạ? Chở bà bầu đến bệnh viện, và đặc biệt hành vi của tài xế nào mà đón chẳng hạn như là đang đi đường mà cái người phụ nữ đó không kịp tới bệnh viện mà xanh trên xe, đúng không? Và người tài xế đó hỗ trợ cho mẹ tròn con vuông thì MyLink thưởng rất là lớn. Đã. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến nay tài xế người ta hiểu là hành vi chở bà bầu á, trên xe nó rất là xui. Xui. Tại sao xui? Thì đấy là quan niệm thôi ạ. Cho nên người ta e ngại. Thế chính vì cái việc mà e ngại đó sẽ ảnh hưởng cái phản ánh không có tốt và cái tính chất nhân văn nữa. Cho nên MyLink quyết định khen thưởng cho cái hành vi của người tài xế hỗ trợ người phụ nữ đi xanh, đặc biệt là hỗ trợ cái việc đón con người ta nếu người ta chẳng may mà sinh trên đường. Cho nên một năm thống kê MyLink có rất nhiều tài xế đã làm được việc này. Và từ đó làm sao nó hình thành cái hành vi của người tài xế là không hề từ chối bất kỳ hành khách nào, kể cả người ta mang bầu, theo cái quan niệm truyền thống trước đây là người ta cho rằng như vậy là không được may mắn. Không được may mắn. Thì con Cường sẽ tăng cường, và hôm trước chúng ta có làm một cái ví dụ liên quan đến một học sinh lớp 5, em ấy hoàn toàn có thể hỗ trợ được gia đình. Nhưng từ trước đến nay sau khi về nhà thì em ấy chỉ có cái thói quen là ngồi xem TV, chơi game. Nhưng mà khi em ấy được 3 điểm, khi được 3 điểm thì em mới phải đối xử, ứng xử như nào với tình huống này? 3 điểm là bị phạt rồi ạ. Thì đối diện với cái hình phạt thì em này có thể là che giấu,
xé cái trang đó, nói dấu, sửa điểm, đúng không? Đó là những hành vi mà cả em đó và cả cái người cha, người thầy, người cô đều không mong muốn. Tức là khi chúng ta trừng phạt, người ta thường né tránh. Và cái sự né tránh đôi khi nó dẫn đến những cái kết cục rất là tệ. À, chẳng hạn như là thấy con xem tivi, người cha quất cái roi vào mông nó rất là đau. Cái lần sau thấy ông bố lạch cạch cái cửa, đứa con đang xem tivi lập tức là tắt tivi. Thế là an toàn rồi. Nhưng hôm sau nữa, ông bố rất là nghi ngờ, nhìn khuôn mặt này là chắc mới xem tivi ạ. Thế là ông ấy làm gì ạ? Ông ấy ra đằng cái tivi á, ông ấy sờ vào đằng sau cái tivi. Ông ấy thấy nó nóng, ông bảo mới xem tivi đúng không? Thế là đứa trẻ làm sao ạ? Không chối được và bị quất roi. Thế là hôm sau nó vẫn muốn xem tivi mà không bị quất roi, nó làm gì? Nó quan sát cái hành vi của cha mẹ đó. Khi mà thấy cái gì đó nóng cái gì đó, thì cha mẹ nó sẽ cứu. À, cứu đồ vật hoặc là tay bạo quá là nóng cái gì đó thì cha mẹ nó thường đưa vào nước lạnh á. Thế là khi cha nó vừa lạch cạch cái tivi nó nóng như vậy thì nó làm gì ạ? À, nó chơi một cái ca nước lạnh vô đằng sau cái tivi, vì nó nghĩ rằng như vậy thì nó cũng khiến cho cái tivi nó mát, và cái hành vi của đứa trẻ nó khiến cái tivi làm sao ạ? Nó bị hứng. Vậy thì chúng ta không đoán định được nếu chúng ta trừng phạt thì điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bạn biết chắc là nếu bạn khen thưởng thì hành vi đó sẽ lặp lại. Nhưng trong tình huống này các bạn đều lựa chọn cho Tuấn một hành vi rất là tích cực, đó là Tuấn sẽ làm gì ạ? Tuấn sẽ tham gia giúp việc nhà, và như vậy cái lỗi ba điểm này nó trở thành một lỗi nhỏ, và lỗi nhỏ thì người cha sẽ bỏ qua. À, người cha sẽ bỏ qua. Tức là đối diện với sự trừng phạt thì không phải lúc nào cũng là tiêu cực, vẫn có những hành vi thay đổi rất là tích cực, nhưng chúng ta rất khó đoán định và có những kết cục mà chúng ta không hề mong muốn. Lý thuyết học tập thứ ba là lý thuyết học tập xã hội của Bandura. Chúng ta hôm nay có một chủ đề rất là hay là về nhận thức. Đồng thời cái chủ đề đó nó cũng gắn rất là sát với cả lý thuyết học tập xã hội. Tức là chúng ta quan sát một người nào đó để chúng ta học theo. À, ta học theo. Vậy thì khi bạn quan sát một người nào đó hành xử, bạn học theo, đó là quá trình chúng ta chú ý, quá trình chúng ta tái hiện, quá trình thực tập, và cuối cùng là quá trình chúng ta củng cố. Và bốn cái quá trình này nó được coi là những cái quá trình học tập xã hội của chúng ta. Vai trò của chúng ta trong xã hội hiện nay có phải là một người thầy, người cô hay không? Em là một sinh viên, đâu phải là giáo viên đâu. Cho nên hành vi của em không quan trọng. Em chỉ có vài ba chục fan trên group thôi. Em chỉ có khoảng 500 bạn trên Facebook thôi. Vậy thì em đâu phải là một influencer đâu. Hành vi của em đâu có thể tác động đến xã hội. Câu trả lời của Bandura là không. Mỗi chúng ta khi gieo một hành vi thì nó đều thu hút sự chú ý của người ngoài. Dù bạn chỉ có 5-10 người bạn trên Facebook, thì sáng ngày thứ hai đầu tuần này, bạn đưa ra một cái thông điệp vui vẻ, sẽ có người đọc thấy và họ cảm thấy phấn chấn. Nhưng nếu chúng ta đưa ra một cái thông điệp... nếu chúng ta đưa ra một cái thông điệp tiêu cực, thì cũng sẽ có những người nhìn thấy. À, và câu trả lời là, mỗi chúng ta, theo lý thuyết học tập của Bandura, chúng ta đều là những tấm gương phản chiếu. Chúng ta đều là những cái gì ạ? Đều là những ví dụ để người khác học tập. Một đứa trẻ con sẽ nhìn hành vi người lớn. Một em sinh viên sẽ nhìn hành vi của một người thầy, người cô. Một người bạn sẽ nhìn hành vi của chúng ta để họ cho rằng chúng ta làm được thì họ cũng làm được. Và nếu chúng ta lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp, lan tỏa những hành vi tốt, đúng đắn, phát triển cho xã hội thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta lan truyền những thông tin xấu, những thông tin mà chưa được kiểm chứng thì xã hội này nó sẽ rất là mệt mỏi đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề thuyết trình. Và với những cái lý thuyết này thì buổi hôm trước thầy có một bài tập về nhà, và thầy nhận được 5 bài trả lời của 5 nhóm. Bài tập của thầy là ứng dụng 3 lý thuyết học tập để thay đổi hành vi đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID. Phòng chống dịch COVID. Nhóm nào có thể đại diện trình bày cái bài chuẩn bị của nhóm mình không? Hay là thầy sẽ gọi ngẫu nhiên? Có nhóm nào xung phong không? Alo, thầy gọi lại cái ví dụ hôm trước rồi đó. Có nhóm nào xung phong không? Không có nhóm nào xung phong thì thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một thành viên nào đó nhé. Rồi. Ừ.
À, thầy mời Phương Anh à? Phương Anh có đây không em? Phương Anh vắng à? Rồi, Phương Anh không thấy nhỉ? À, em bật bật mic đây em, Phương Anh, thầy chưa nghe em nói. Alo, các bạn có nghe được Phương Anh nói không? Sao thầy chưa nghe em ơi? Alo, không nghe thầy ạ. À, em xếp lại mic đi Phương Anh. Thầy thấy micro của em có bật rồi mà. Bị lỗi gì ta? Em có cắm headphone không? Nhiều khi cái headphone của em nó lại bị trục trặc á. Ok. Phương Anh ơi, thôi em giới thiệu một thành viên nào đó của nhóm em dùm thầy đi được không? Tại bài này bài tập nhóm á, mic của em nó trục trặc. Rồi em giới thiệu bạn nào đi rồi thầy mời bạn đó. Alo Thanh ơi. Dạ thầy nghe em nói không ạ? Nghe tốt em ạ. Dạ em xin trình bày ba giải pháp về ba cái thuyết của nhóm em. À, đầu tiên là về thuyết điều kiện cổ điển thì giải pháp tụi em đưa ra là tụi em sẽ tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch Covid và tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trong đại dịch. Từ đó thì mỗi khi mà ra ngoài đường thì người dân sẽ có ý thức đeo vào. Bên cạnh đó thì nhà nước phải có trách nhiệm theo dõi nghiêm ngặt trong việc thực hiện của người dân để có những giải pháp phù hợp. Về thuyết thứ hai là thuyết điều kiện hoạt động, và giải pháp tụi em đưa ra là nhà nước yêu cầu người dân nếu mà không đeo khẩu trang ở nơi công cộng thì sẽ bị phạt tiền. Và thuyết thứ ba là thuyết lý thuyết học tập xã hội, thì khi mà mình đi ra đường mình nhìn thấy mọi người đều đeo khẩu trang thì mình sẽ đeo theo. Thì bên cạnh đó thì những cái trào lưu kêu gọi tuyên truyền xuất hiện khắp nơi thì sẽ làm cho mọi người ý thức hơn là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Dạ em xin hết ạ. À, bên cạnh đó thì em bổ sung là để thực hiện được cái giải pháp ở trong thuyết điều kiện cổ điển thì mình cần phải thực hiện được những cái giải pháp của thuyết điều kiện hoạt động và thuyết lý thuyết học tập xã hội thì mới có thể bảo đảm được là thuyết điều kiện cổ điển xảy ra đúng như ý muốn của mình. À, thầy cảm ơn Thanh. Dạ. Rồi cảm ơn em. Nhóm đã chỉ ra được 3 lý thuyết và có 3 giải pháp. Rồi có nhóm nào? Alo Huyền ơi, em thuộc nhóm mấy vậy Huyền? Thầy em nhóm 2 ạ. Rồi ok. Thanh nhóm mấy vậy em? Dạ em nhóm 5 ạ. Ok vậy là không có trùng hợp. Rồi Huyền. Dạ. Nhưng mà em trả lời câu này sao em? Em trả lời luôn hả thầy? Ok. Dạ vâng, thì ở nhóm em thì dựa theo các dựa theo thuyết điều kiện cổ điển thì thuyết điều kiện cổ điển thì mình sẽ chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trước khi xuất hiện điều kiện thì khi mà người dân ra đường thì chỉ mang khẩu trang vì sở thích, vì nhu cầu. Cho nên là giai đoạn đầu tiên này cần đến một sự kích thích tự nhiên để tự động tạo ra phản ứng, như là đưa ra một số quy định là người dân ra đường phải đeo khẩu trang, kèm theo đó là khẩu hiệu 5K. Giai đoạn thứ hai thì khi mà điều kiện xuất hiện, có nghĩa là khi mà dịch Covid-19 diễn ra thì mọi người cần phải bắt buộc mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Chính vì vậy mà lúc này chúng ta sẽ cần phải có những cái nghị định của chính phủ là bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang ở nơi công cộng hoặc là nơi đông người, và từ đó thì mỗi người khi ra đường hoặc là ở nơi công cộng thì còn sẽ ý thức được việc đeo khẩu trang. Đến giai đoạn thứ ba thì sau khi xuất hiện điều kiện thì mình sẽ có những cái nơi, những cái biện pháp mạnh hơn, liên tục hơn, như là những cái loa phát thanh yêu cầu người dân mang khẩu trang ở nơi công cộng, rồi từ đó sẽ tạo ra một thói quen đeo khẩu trang cho người dân. Đối với thiết điều kiện hoạt động thì ở đây em đưa ra những cái giải pháp như là tại vì là con người sẽ học cách học phản ứng cũng như là cư xử để đạt được những thứ họ không muốn, từ đó là tích cực tăng cường là lặp lại nhiều lần, thì chúng ta sẽ ban hành những cái chính sách ví dụ như là phạt tiền để người dân có thể ý thức được cái việc đeo khẩu trang, cũng như là vì là cái vấn đề kinh tế nó cũng khá là quan trọng, cho nên là người dân sẽ ý thức được điều này. Về thuyết học tập xã hội thì vì là những hành vi mới có thể đạt được bằng cách quan sát và bắt chước người khác, vì vậy là chúng ta có thể áp dụng các biện pháp ví dụ như là tuyên truyền về lợi ích của việc đeo khẩu trang bằng việc sử dụng những cái bài hát quảng bá, những cái affix cổ động, hình ảnh của người nổi tiếng để tác động tới nhận thức của mọi người và gia tăng sự chú ý. Điều này có thể tạo ra những cái hiệu ứng đám đông, những cái cuộc hưởng ứng theo khi mà mình thấy người khác đeo khẩu trang rồi mình cũng đeo theo, cũng hưởng ứng theo. Đó là những cái giải pháp mà nhóm đưa ra dựa theo ba thuyết. Thầy cảm ơn đại diện của hai nhóm, nhóm số 2 và nhóm số 5. Thầy thấy là các bạn hiểu rất là rõ về ba lý thuyết này. Và trong ba lý thuyết này thì cái lý thuyết điều kiện cổ điển của Pavlov có thể là một cái lý thuyết hơi khó để chúng ta hình dung, nhưng mà các nhóm đã làm rất là tốt, thậm chí nhóm số 2, nhóm của Huyền đã đưa ra được các phân tích thành các giai đoạn. Mặc dù cái đề tài này là thầy nói là tình hình là Covid rồi ạ, nhưng mà em cũng phân tích khi mà đặt trong cái bối cảnh là chúng ta chưa có bắt buộc, đó là trước cái năm 2020 ấy, chúng ta đeo khẩu trang có thể là vì vấn đề là sợ bụi, rồi sợ khói, cho nên nếu chúng ta không đeo thì chẳng có vấn đề gì cả, không ai nói gì cả. Nhưng nếu bây giờ bạn ra đường, bạn không đeo khẩu trang á, thì nó cũng giống như câu chuyện chúng ta ra đường không đeo nón bảo hiểm, đúng không ạ? Mọi người bắt đầu nhìn chúng ta với con mắt bắt đầu hơi lạ lạ, đúng không? Và thậm chí có người ta khó chịu với chúng ta. Và những cái đơn vị mà kinh doanh, mặc dù khách hàng là thượng đế, nhưng mà nếu chúng ta không đeo khẩu trang thì có thể họ sẽ từ chối phục vụ của chúng ta. Và những khách hàng khác họ nhìn với chúng ta với con mắt rất là lạ lẫm, thậm chí là khó chịu nữa. Vậy thì dưới cái áp lực như vậy, nó đã là đủ lớn để chúng ta đeo khẩu trang chưa? Câu trả lời là áp lực rồi đó. Nhưng thầy lấy ví dụ trong cái bối cảnh Covid ở mức độ vừa phải thôi, thì chúng ta phải tuyên truyền như thế nào? Còn hiện nay áp lực của cộng đồng xung quanh, nếu bạn không đeo khẩu trang thì bạn sẽ được từ chối phục vụ, từ chối luôn. Mọi người nhìn bạn với con mắt cũng rất là lạ, cho nên là cái áp lực đó đủ lớn để bạn phải đeo khẩu trang. Nó cũng giống như bạn giật mình ra khỏi cửa quên không cầm cái điện thoại ấy. Thì bây giờ ra khỏi cửa mà không cầm cái khẩu trang nó cũng như vậy. Bạn thấy là bây giờ mình mà đi ra khỏi cổng mà không đeo cái điện thoại, tự nhiên thấy người nó cứ thiếu thiếu cái gì ạ. Và cái mà chúng ta nghĩ thiếu đầu tiên đó là cái điện thoại. Đôi khi ta quên bóp ở nhà không có sao hết á. Không có vấn đề gì hết. Nhưng mà quên cái điện thoại là phải có chuyện à. Để bạn thấy là bên mình mà không có cái điện thoại là thấy nó trống vắng là sao. Thì 5K và tuyên truyền hiện nay, hình phạt hiện nay, nó cũng đủ sức răn đe để mọi người chủ động đeo rồi ạ. Nhưng mà bối cảnh chúng ta có thể thấy là nếu như cái việc này là hoàn toàn tự nguyện thì phải tác động như thế nào. Nhóm số 2 phân tích rất là tốt ba giai đoạn. Đối với thuyết điều kiện hoạt động của Skinner cho rằng theo sau hành vi là một kết cục. Vậy thì chúng ta có thể là gì ạ? Muốn hành vi lặp lại, chúng ta có thể thưởng cho những người đeo khẩu trang thì nó hơi khó, cho nên chúng ta có thể làm gì ạ? Có thể khen thưởng ở mức khái quát chung chung, chẳng hạn những hành vi tốt hoặc là cộng đồng nào đó tuân thủ tốt gì đó. Chứ còn bây giờ ai đeo khẩu trang mà cũng khen thưởng thì khó. Nó khen bằng lời hoặc là khen bằng hình thức là khen cả một nhóm, một tổ chức lớn thì nó dễ.
Tức là chẳng hạn doanh nghiệp này tuân thủ 100%, tỉnh này, huyện này, quận này, phường này chẳng hạn, khu phố này chẳng hạn, tuân thủ 5K 100% chẳng hạn. Chứ còn cái hình phạt là một cách theo Skinner có thể khiến chúng ta né tránh cái hành vi đó. Tức là không đeo khẩu trang thì bị phạt. Vậy thì né không đeo thì chắc là phải đeo rồi. Nên phạt cũng là một hình thức mà hai nhóm đều đồng thuận. Còn lý thuyết thứ ba là lý thuyết học tập xã hội, thì thông qua cái việc là tuyên truyền bằng bài hát cổ động, đúng không? Thầy thấy là Covid có rất nhiều bài hát cổ động hay, đúng không ạ? Trước đây là rửa tay, bây giờ thì là 5K, rồi có thể là bằng những cái app fake, rồi thông qua người nổi tiếng. Phụ nữ đeo khẩu trang là một cái gì đó là không được thích lắm, bởi vì chúng ta là phái đẹp, mà đeo cái khẩu trang nó che mất một nửa khuôn mặt rồi. Bây giờ nhìn vào con mắt thì ai cũng giống ai, không nhận diện được. Cho nên phụ nữ cảm thấy đeo khẩu trang nó không show ra được mình là phái đẹp. Cho nên là nếu mà phải đeo khẩu trang thì phụ nữ là người có khả năng là hơi thiệt thòi, đúng không? Bởi vì chúng ta là phái đẹp mà. Và tự nhiên che hết mặt mình đi ra đường thì cái ngành mỹ phẩm, son, phấn gì đó kể cũng hơi khó kinh doanh, đúng không các bạn? Có phải là từ ngày Covid chúng ta tiêu dùng các cái hóa mỹ phẩm nó cũng ít đi không các bạn? Đặc biệt là mỹ phẩm ấy, phải không? Đúng rồi, làm đẹp đi ra ngoài đường, đúng không? Đi một vòng dạo phố rồi về, nhưng mình đeo khẩu trang kín mít rồi thì thôi, thầy phát hiện ra là người thân của thầy trước đây là đi làm cũng có phải quệt chút son, nhưng mà từ ngày mà khẩu trang liên tục với các bạn là hơi khỏi buổi sáng, là đơn giản lắm, rất đơn giản. Trước đây cứ bảo là phụ nữ đánh son gì đó cho đẹp, để làm đẹp mình cho trước mặt chồng này kia, nhưng mà sau này Covid mới phát hiện ra là toàn làm đẹp cho người khác ngắm không à, đúng không? Từ ngày đeo khẩu trang là khỏi luôn. Đi làm đánh chút xíu, trước đây là như vậy, bây giờ đeo khẩu trang thì thôi miễn luôn, bởi vì các cơ quan bây giờ là chỉ có giờ ăn mới bỏ ra một chút thôi, mà giờ ăn thì ai ngắm mình đẹp hay xấu đi đâu, đúng không? Ăn có 15 phút, lúc ngủ cũng phải đeo. Đó, ngủ cũng đeo. Nên là phụ nữ đeo khẩu trang nó cũng có một chút thiệt thòi nhất định, đúng không? Rồi, thầy thấy các bạn làm rất là tốt. Rất tốt. Vậy là chương 2, thầy trò mình sẽ dừng lại. Bây giờ chương số 3. Chương số 3. Vì đây em có nhìn thấy slide chương số 3 của thầy không? Dạ có thầy. Rồi, chương số 3 chúng ta trao đổi về nội dung giá trị nhận thức và ra quyết định cá nhân của chúng ta. Ra quyết định. Thì trước khi vào nội dung này, thầy sẽ phỏng vấn một số bạn của lớp. Bây giờ chúng ta 20 tuổi rồi, chúng ta đang có hành trình để chinh phục cái bằng UH. Tiền bạc đóng cũng nhiều, thời gian cũng mất 3 năm rưỡi phải không ạ? Tuổi thanh xuân của chúng ta gắn với UH. Vậy thì theo bạn, khi bạn tốt nghiệp trường kinh tế này, thì cái gì là cái mà bạn muốn nhận được nhất? Bạn muốn nhận gì từ trường kinh tế này nhất? Ok, thầy sẽ mời, thôi mời Huyền luôn đi em. Bạn đạt được gì? Dạ. Thầy nói là cái gì, em muốn đạt được cái gì từ trường này nhất đó thầy? Đúng rồi, tốt nghiệp kinh tế thì cái gì mà em muốn đạt được nhất? Thì em muốn đạt được nhất là kiến thức. Rồi, ok thầy, tạm dừng lại em. Dạ. Kiến thức. Dạ. Thầy sẽ hỏi nhiều câu hỏi chứ không phải chỉ có một, nhưng mà câu hỏi dễ lắm Huyền. Theo em nhớ thì kiến thức nó mang lại cho em điều gì Huyền ơi? Kiến thức nó mang lại cho em nó sẽ được thể hiện ở cái bảng này thầy, là em sẽ dùng kiến thức đó để đi làm, đi làm một công việc tốt hơn, có cái bảng tốt hơn. Theo em thì khi có cái công việc tốt nó mang lại cho em điều gì Huyền? Là kiếm được tiền thầy. Đại, kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền nó mang lại cho em điều gì Huyền? Là một cuộc sống tốt hơn. Đợi, một cuộc sống tốt hơn. Một cuộc sống tốt hơn nó mang lại điều gì cho Huyền? Là em hạnh phúc hơn. Đợi, hạnh phúc hơn. Rồi, cảm ơn Huyền. Câu hỏi không khác bạn Huyền. Thầy muốn hỏi tiếp tục một bạn nam đi ạ. Phát. Dạ. Rồi, tốt nghiệp đại học kinh tế em muốn đạt được cái gì nhiều nhất em? Dạ là những mối quan hệ ạ. Mối quan hệ? Dạ. Ok. Theo em mối quan hệ mang lại điều gì cho em Pháp?
khi mà em có nhiều mối quan hệ thì em có thể học hỏi từ nhiều người, với lại kiểu có nhiều khía cạnh để mà em biết là mình thích gì. Rồi, học hỏi, rồi, em học hỏi, em biết nhiều, nó mang lại cho em điều gì Phát ơi? Vậy là em có nhiều lựa chọn khi mà ra trường. Rồi, vậy là nhiều lựa chọn có nghĩa là về công việc hoặc là về khởi nghiệp đúng không? Dạ. Vậy thì nhiều lựa chọn đó mang lại cho em cái điều gì hả Phát? Có tỷ lệ phần trăm cao là em sẽ chọn đúng những cái công việc mà mình yêu thích. Rồi, em sẽ chọn một công việc yêu thích. Một công việc yêu thích nó mang lại cho em điều gì Phát ơi? Dạ là em sẽ làm việc năng suất hơn. Rồi, làm việc năng suất hiệu quả hơn nó mang lại cho em điều gì? Em có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi, kiếm được nhiều tiền nó mang lại cho em điều gì? Dạ em sẽ giàu có hơn và hạnh em phúc giàu hơn. Rồi, dạ. Em giàu có thì em sẽ hạnh phúc hả? Dạ vâng. Rồi, ok, cảm ơn Phát. Rồi, câu hỏi không khác, thầy muốn hỏi thêm một bạn nữa. Có bạn nào xung phong không? Thầy hỏi Thanh Vân ạ. À, có bạn xung phong ạ. Alo. Phương Thảo. Dạ. Dạ, theo em là em muốn cả giống Huyền là cả kiến thức và cả kỹ năng ạ. Rồi, kiến thức và kỹ năng. Kiến thức và kỹ năng em đạt được tại UH nó mang lại cho em điều gì Thảo? Cũng giống Phát là em nghĩ là em sẽ có một cái xác suất để tìm được một công việc mà mình yêu thích. Rồi, nhiều. Một công việc yêu thích. Rồi, mang lại cho em điều gì nè? Dạ, dễ dàng thành công hơn. Rồi, kiếm sự thành công. Rồi, sự thành công được đo lường bằng tiền hoặc là vị trí. Sự thành công hơn nó mang lại cho em điều gì Thảo? Dạ, em sống hạnh phúc hơn. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta có hai nội dung ngày hôm nay cần phải trao đổi. Nội dung thứ nhất là về giá trị, nội dung thứ hai là về nhận thức. Nội dung về giá trị đó là thông qua câu hỏi này chúng ta có thể đi qua luôn nếu như các bạn trả lời chính xác được. Ba câu của thầy rất đơn giản thôi ạ. Khi thầy hỏi Huyền, thầy hỏi Phát và thầy hỏi Phương Thảo liên quan đến cái gì mà UH sẽ mang lại cho bạn sau khi bạn đầu tư 3 năm rưỡi với số tiền hàng trăm triệu đồng ở đây. Bạn nói rằng bạn có thể tiếp thu được kiến thức, kỹ năng, đúng không? Hoặc mối quan hệ. Từ đó là kiếm được nhiều tiền, tiền đó là về cuộc sống tốt hơn. Vậy để cho thầy hỏi này, kiến thức này, công việc này, tiền này và cuộc sống tốt hơn như vậy, những cái đó trong bài ngày hôm nay nó gọi là cái gì các bạn? Giá trị. Dạ, đó là giá trị, đúng rồi, giá trị, đó là giá trị. Nhưng chúng ta chia ra hai loại, đúng không? Thì những cái chẳng hạn như tiền nó gọi là giá trị gì vậy Thảo? Dạ, vật chất thôi. Vật chất à? Alo Phát, tiền nó gọi là giá trị gì em? Trong bài ngày hôm nay là trung gian hoặc là cái phương tiện này. À, giá trị phương tiện, chính xác. Rồi, giá trị phương tiện. Vậy thì hạnh phúc là giá trị gì Pháp? Giá trị cuối cùng. Rồi, giá trị sau cùng hay cuối cùng. Rồi. Chúng ta nhìn thấy ở trong cái phần trả lời của ba bạn, cái gì là cái cuối cùng của cả ba bạn thì đó chính là hạnh phúc. Vậy thì có khác nhau không giữa một người làm nông dân, một người đi bán hủ tiêu gõ trên đường và một sinh viên, một giáo sư, một giảng viên vì cái giá trị sau cùng? Câu trả lời là có thể không khác đâu. Mà chúng ta chỉ khác nhau về cái giá trị phương tiện mà thôi. Thầy sẽ cho các bạn xem một đoạn clip ngắn, nơi đó có hai nhân vật và câu hội thoại của họ sẽ cho chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta theo đuổi cái điều gì nhé các bạn. Alo Phát ơi, em có nhìn thấy màn hình của thầy có cái chữ làm ăn và câu cá không? Dạ thấy thầy. Ok, chúng ta sẽ xem đoạn clip ngắn này nha. Rồi. Câu cá. Thank you.
Chào ông, lâu lắm rồi mới thấy ông ra đây. Ồ đúng vậy, tôi bận lắm, làm gì có nhiều thời gian mà ra đây ngắm cảnh thế này. Ông làm nghề gì vậy? Tôi là một thương nhân. Hôm nào tôi cũng đi từ sáng sớm và đến tối muộn mới về nhà. Hôm nay hãn hữu lắm, tôi mới có chút thời gian ra đây, hít thở không khí trong lành như thế này. Thì kiếm được nhiều tiền, đương nhiên sẽ phải vất vả rồi, đúng không? Đúng vậy. Mà này, ông sẽ không bắt được nhiều cá theo kiểu đó đâu. Sao ông không làm một cách khác hơn là nằm đây mà đợi? Cá tôi sẽ được gì? Ông sẽ có được những tấm lưới lớn hơn và bắt được nhiều cá hơn. Và sau đó tôi sẽ được gì? Ông sẽ làm ra tiền và ông sẽ mua được một con tàu. Sau đó sẽ bắt được nhiều cá hơn nữa. Và sau đó tôi sẽ được gì? Ông có thể mua chiếc tàu lớn hơn và thuê một số người làm. Vậy sau đó tôi sẽ được gì? Ô kìa, ông không hiểu sao. Ông có thể đóng một đoàn tàu chạy khắp thế giới và những người làm công sẽ bắt cá cho ông. Vậy thì sau đó tôi sẽ được gì? Ông sẽ trở nên giàu có đến nỗi không phải làm việc kiếm sống nữa. Ông có thể dùng những ngày còn lại ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời lên. Ông sẽ không phải lo lắng gì trong thế giới này. Vậy thì ông nghĩ gì về việc tôi đang làm lúc này? Nếu chúng ta phải viết một đoạn cảm nhận gì đó về cái đoạn clip này thì em nghĩ cảm nhận của mình là gì? Thanh Vân? Dạ thầy, là do cái ông này ổng kiểu cuộc sống của ổng là ổng chỉ đặt mục tiêu ra là ổng ngồi trên đó ổng có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn là khi ổng kiếm tiền thật nhiều mà không biết tiền đó để làm cái gì. Ừ. Sau khi gặp cái ông đánh cá này thì cuộc sống của ông doanh nhân có thay đổi không em? Dạ không, ông doanh nhân hả thầy? Đúng rồi. Dạ có thầy, là ông nghĩ là tiền cũng chưa có thể là tất cả đối với ông. Ừ. Em nghĩ là ông doanh nhân ông có nghỉ để đi câu cá rồi ông đánh cá không? Dạ không thầy. À ok, rồi cảm ơn em. Alo Châu Ngọc ơi. Ngọc ơi. Dạ em đây ạ. Rồi, sau đoạn clip thì em có phát biểu gì về hai nhân vật này không? Thưa thầy, là sau khi coi xong cái đoạn clip này thì kiểu em có suy nghĩ là kiểu trong cái cuộc sống này á, là theo cách em nhìn nhận á thì sẽ có hai cái loại như này nè. Là một bên á là kiểu họ dành cả một cuộc đời của họ chỉ để họ làm việc, kiếm rất nhiều tiền. Và khi họ già họ vẫn tiếp tục làm việc chứ họ không có hề nghỉ ngơi, tại vì họ cảm thấy là trong cuộc sống này họ làm việc nhiều, họ kiếm nhiều tiền thì giống như là họ sẽ để lại cho con cho cháu họ, rồi họ dành nhiều tiền chỉ để lại. Ok cảm ơn em. Nhưng mà nếu khi em nhìn lại về cái người đó, mặc dù họ không có làm lớn nhưng mà họ kiểu họ vẫn có những cái giây phút họ tận hưởng cuộc sống của họ thật sự, và kiểu mặc dù cái đồng tiền của họ không có kiếm ra được nhiều nhưng mà họ vẫn nhận được những cái giá trị sau cùng là hạnh phúc như những cái người mà họ làm lớn à. Rồi. Nếu bây giờ ấy em, thầy cho em lựa chọn một trong hai nhân vật này, em muốn sống theo cuộc sống của người đánh cá hay người doanh nhân ở Châu Ngọc? Dạ thưa thầy, là nếu như mà thầy cho em chọn á thì kiểu với một cái người còn trẻ như em á thì em tham vọng đầy ra, em vẫn muốn làm người doanh nhân chứ thầy. Trời, cảm ơn em. Rồi ok, câu hỏi dành cho tất cả 30 bạn đang có mặt ở đây. Nếu bạn được lựa chọn, bạn sẽ quyết định mình là doanh nhân hay ông đánh cá? Nếu được chọn nhá. Alo, cho thầy cái vote ở bên tay phải đi các bạn. Có thể vote phương án khác xong rồi ghi ra đúng thầy. Vote phương án khác hả? Bây giờ thôi, nếu mà một phương án khác thì chắc Phương Thảo sẽ chọn là Phương Thảo chứ ai, đúng không? Thế bây giờ nếu được chọn làm đánh cá với doanh nhân cho nó dễ đi ạ. Còn tất nhiên được chọn thì em sẽ chọn là phiên bản chính của em thôi. À, bây giờ thử xem, nếu chỉ có hai nhân vật này để lựa chọn thì sao?
Thầy thấy trên cái màn hình của thầy nhảy lên toàn doanh nhân không ạ? Xin hỏi có đây ai ai muốn cuộc sống của mình giống người đánh cá không? Rồi. Có rồi ạ. Rồi, thầy muốn hỏi Long đầu tiên, Long ơi. Tại vì số ít cho nên thầy sẽ ưu ái hỏi em đầu tiên này. Và sau đó là nhân nghĩa này. Long ơi. Dạ em nghe thầy ơi. Em lựa chọn là người đánh cá, em nhìn thấy là ông có cái gì hay hay là gì đó mà em muốn theo. Tại vì em thiên hướng về gọi là từ đơn giản đến sự tối giản đó, nên là em thấy cái cuộc sống của ông đánh cá nó cũng khá là kiểu ung dung, với lại là mình làm những việc mình muốn và mình thích. Rồi, đánh cá đơn giản, làm những gì mình thích, làm những gì thích. Rồi, cảm ơn em. Alo Nghĩa ơi. Dạ có em thầy. Rồi, tại sao em chọn làm đánh cá với Nghĩa? Thì em thì cái hướng em có hơi hướng thích những cái cuộc sống mà nó đơn giản xíu. Rồi, cuộc sống đơn giản. Còn ngoài cái đơn giản lại còn cái gì nữa không Nghĩa? Em thích cái sự yên bình. Rồi, em thích cái sự cạnh tranh trong cái giới doanh nhân. Yên bình, rồi. Cảm ơn em, Ngọc Dâu, Dâu ơi. Dạ thầy. Tại sao em chọn làm đánh cá Dâu? Dạ, tại vì em thấy cho dù là doanh nhân hay đánh cá thì cái hạnh phúc, cái kết quả cuối cùng mà ông muốn vẫn chỉ là ngắm mặt trời mọc như vậy thôi. Cho nên tại sao lại không phải là đánh cá? Thoải mái, bình yên, nhẹ nhàng không? Nếu mà đã xác định được. Cả ông đánh cá và ông doanh nhân đều chỉ muốn bình minh hàng ngày được ngắm và hoàng hôn được ngắm. Ngắm bình minh với hoàng hôn thì dễ quá. Sao phải khổ? Sao cứ phải lo là kiếm ít tiền rồi là thành nhiều tiền rồi nhiều nữa. Và đến khi nào mà có tiền thụ động cơ thì lúc đó mới bắt đầu thư thái, đúng không? Rồi, cảm ơn ba bạn đã quyết định lựa chọn là người đơn giản, làm những gì mình thích, yên bình và giá trị sau cùng cũng giống nhau mà thôi, đúng không? Rồi. Bây giờ thầy sẽ hỏi một số bạn. Minh Châu. Châu ơi. Thầy gọi Châu nào vậy thầy? Xin lỗi, lớp mình có hai Minh Châu à. Phan Hoàng Minh Châu. Rồi xong mà đến Minh Châu em tiếp tục nhé. Trần Minh Châu. Dạ em đây thầy. Phan Hoàng, rồi ok Minh Châu. Em chọn là doanh nhân. Dạ thì doanh nhân sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn. Về vật chất thì mình không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên thì có lẽ công việc mình cũng sẽ bận hơn là đánh cá. Em có nhiều tiền, em không lo nghĩ về việc mà không có tiền để tiêu dùng. Nhưng mà để được nhiều tiền thì em cũng phải lao tâm khổ tư lắm đấy Châu ạ. Tức là em không có phải lo là lấy tiền đâu để mà mua cái iPhone 13. Nhưng mà để kiếm được từng cái tiền thì nhà doanh nhân cũng mệt mỏi lắm. Không phải đơn giản, tiền nó tự chạy về đúng không? Rồi, còn gì nữa không Châu? Dạ không rồi. Ok, cảm ơn em. Rồi, thầy mời Trần Minh Châu. Dạ, em nghĩ là em chọn doanh nhân. Em nghĩ là lúc trẻ thì mình có thể làm được nhiều việc, cho nên là em nghĩ là mình sẽ tất bật làm việc kiếm tiền để sau này mình có thể khi mà mình về hưu hay là nhà rỗi hơn thì mình cũng có thể tận hưởng sau. Nhưng mà tại sao em không mua cái lại, đánh cá cái gì? Dạ. Anh nghĩ là để trở thành một người đánh cá nó khá là đơn giản đấy, đúng không? Mua một con thuyền vài ba chục triệu thì nghĩ là dư sức em có thể làm được ngay. Nhưng mà tại sao ngày trẻ mình cứ muốn làm doanh nhân, già mình mới muốn trở thành người đánh cá vậy Châu? Dạ. Em nghĩ là làm doanh nhân thì có thể nó giống như là làm đánh cá thì nó
có nhàn hạ quá không thầy? Như là nó cũng rảnh rỗi nhiều hơn là làm doanh nhân. Làm doanh nhân thì mình bận biểu hơn, nhưng mà mình cũng được trải nghiệm nhiều hơn, thử thách bản thân nhiều hơn, với lại cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Còn đánh cá thì cũng chỉ là đánh cá thôi. Mình sẽ tiếp có những gì trải nghiệm bản thân mình hơn. Trời ơi, đó chính là sự khác biệt để em quyết định làm doanh nhân đó. Tại vì nhìn vào ông đánh cá em thấy cuộc sống nó nhàn quá. Và em vì em không thích cái sự nhàn đó cho nên em quyết định làm doanh nhân. Nhưng mà cái người chọn đánh cá người ta bảo là ông khổ quá, đúng không? Tại sao tôi phải làm như vậy? Còn ông đánh cá, nha, ông ấy không muốn trở thành doanh nhân vì sự bận rộn. Còn trong khi ông doanh nhân nhìn ông đánh cá thì lại nói rằng tại sao ông không làm bận rộn hơn chút xíu để mà kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà cuối cùng khi ông đánh cá ông ấy trả lời thì chúng ta phát hiện ra cái tiền ấy không phải là cái mà mục đích cuộc sống của ông ta vươn tới. Cho nên là ông doanh nhân khuyên ông đánh cá là tích cực lên để mà đổi con tàu lớn hơn. Từ con tàu lớn hơn sẽ có một con tàu lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa thì mua một đội tàu. Và khi có một đội tàu rồi thì làm sao ạ? Tiền nó sẽ tự chảy về túi anh. Nhưng ông đánh cá vẫn trung thành với con thuyền độc mộc bởi vì ông nghĩ cuối cùng thì tôi và anh đều ngắm hoàng hôn và bình minh nè. Tại sao tôi phải theo đuổi những điều vất vả như vậy? Nhưng những người muốn làm doanh nhân, thích làm doanh nhân thì cái giá trị đầu tiên của họ nha, đó là gì ạ? Đó là tôi thích tất bật hàng ngày nhá. Cho nên nếu đổi vai bạn thấy cả hai người sẽ không hạnh phúc. Tôi tin là cả hai người sẽ không hạnh phúc. Và thầy muốn nghe ý kiến của Phương Thảo. Phương Thảo. Dạ. Em chọn doanh nhân là tại vì em cũng không thích sống nhàn nhiều quá thầy. Kiểu nếu mà có sự lựa chọn thì em chọn kiểu lúc trẻ thì em sẽ được là doanh nhân, được theo đuổi hết mình vì đam mê của mình, cho đến khi nào em thấy đủ thì em sẽ sống như là ông đánh cá. Thấy đủ hả? Rồi cảm ơn em. Long sao Long? Tại vì theo em thì bây giờ cũng một phần là em cũng giống ý của bạn Thảo. Tại vì là đối với em đó, thì nếu mà là doanh nhân thì những người kiểu đã tất bật bộn bề với công việc rồi thì sau này khi mà họ đã muốn gọi là buông bỏ, tại vì mình đã có một cái gì đó để dựa vào, mình không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều, thì mình có thể trở thành một ông lỡ đánh cá. Tại vì ví dụ bây giờ mình muốn làm cái gì đó thì mình cũng phải có một cái gọi là sự nghiệp hay là cái gì đó, thông thường là phải nhập hiện. Kiểu không nhiều được phải ít cũng phải có. Ông đánh cá ngày ông cũng cân được mấy ký cá đấy em. Mấy ký cá cũng được đủ sống của ông ấy, đúng không? Duy trì cái cuộc sống đơn giản của ông ấy. Rồi cảm ơn em. Huyền sao em? Phương Huyền. Em thì em thấy là cả hai người, người câu cá và doanh nhân thì cả hai người đó đều có chung một cái đích là cuối cùng thì ai cũng muốn là một cuộc sống nhàn rỗi hàng ngày có thể ngắm bình minh và hoàng hôn. Nhưng mà cái con đường của cái người đánh cá thì nó ngắn hơn và anh ta suy nghĩ đơn giản hơn. Còn cái người doanh nhân thì người ta lại phải chạy một cái quãng đường rất là dài và suy nghĩ cũng khá phức tạp. Nhưng mà em nghĩ là theo suy nghĩ của em thì cái quãng đường mà anh doanh nhân đó chạy đến với cái đích của mình thì trong quá trình đó anh ta lại tạo ra nhiều các giá trị khác, những cái điều khác cho người khác nữa mà không phải một mình anh đó. Ví dụ như là anh đó kiếm được nhiều tiền hơn, anh ấy vất vả hơn nhưng mà anh ấy lại có thể có tiền để lo cho những người khác, cho vợ con, cho bố mẹ của anh ấy nữa. Thì em nghĩ là thực ra câu chuyện này em cũng gặp rất là nhiều trong cuộc sống rồi, về cái vấn đề là mọi người sẽ lựa chọn là đi một con đường dài như thế hay là chỉ nên dừng lại ở cái mức độ đơn giản hơn. Thì em nghĩ là với mỗi suy nghĩ và lập trường của mỗi người sẽ có khác nhau, còn riêng cá nhân em thì em vẫn chọn người doanh nhân, dù con đường có khó hơn nhưng mà mình vẫn muốn đi, vẫn cố gắng, đó là cái động lực cũng như là cái để thúc đẩy mình hơn, chứ không phải kiểu tự dưng an nhàn ra đóng một con thuyền độc mộc ngồi ngắm hoàng hôn, nhưng mà trong khi đó có thể khiến cho vợ con mình khổ sở với cuộc sống vật lộn về kinh tế. Theo ý em là như vậy. Ông đánh cá chắc ông ấy sống độc thân đấy Huyền. Ok. Nếu như mà ai cũng sống độc thân như ông ấy thì chắc là thế giới tàn lụi mất. Ok, cảm ơn em. Alo Đài ơi. Đài muốn ý kiến với ông Đài. Dạ, tại vì theo ý em thì em thấy là
ông đánh cá với lại ông doanh nhân thì đều có chung mục đích là có thể ngắm hoàng hôn trên bãi biển, nhưng mà cái cách mà hai người họ tận hưởng nó khác nhau. Thì nếu như mà em là doanh nhân đó, thì em sẽ ngắm hoàng hôn trên bãi biển, nhưng mà trên một con du thuyền thì nó sẽ khác là một cái thuyền, một cái ghe nhỏ. Nên là em vẫn muốn chọn cái hướng là doanh nhân hơn, để cho cái cuộc sống của em nó không những thoải mái mà nó còn phải sung túc và hạnh phúc hơn. Rồi, cảm ơn em. Mà bạn cũng dễ dàng nhìn thấy nếu một quốc gia nào á mà nhiều người suy nghĩ giống như ông đánh cá, thì bạn thử tưởng tượng xem nước đó sẽ là nước như thế nào nhỉ? Huyền ơi, nếu một quốc gia mà rất nhiều người, phần lớn người suy nghĩ giống ông đánh cá, em nghĩ quốc gia đó như thế nào em? Em nghĩ quốc gia đó thì kinh tế người ta sẽ kém phát triển hơn. Rồi, và... ok. Rồi, gì nữa? Chỉ số hạnh phúc, cái đó thì... À không, em không dám nhận xét về cái đó. Rồi. Tại vì cái đó mình nhiều yếu tố hơn. Một quốc gia có nhiều người suy nghĩ giống ông đánh cá là một quốc gia dân kinh tế nói rằng đây là một quốc gia nghèo ha, bởi vì chúng ta đang lấy chỉ số GDP, thu nhập bình quân đầu người. Rõ ràng là một ông sản xuất cái xe hơi nó giá 50.000 đô, một ông đánh cá một ký cá 5 đô, khác nhau đó nhờ, yeah, khác nhau. Nhưng mà nếu mà nhiều người nghĩ như ông đánh cá thì ngoài cái nghèo ra còn cái gì nữa không? Nghèo về vật chất, đúng không? Bạn có biết một quốc gia châu Á nào có cách suy nghĩ khá là giống đánh cá không? Đức Minh hả em? Dạ. Dạ, ở châu Á thì em biết có nước Bhutan là một cái nước mà người dân sống khá là người ta sống khá là không có cần nhiều về vật chất. Đơn giản. Và họ thiên về tinh thần. Tinh thần, có thể họ cũng giống như là những người đánh cá đấy, họ nghĩ là đủ, cho nên là Bhutan, quốc gia giống như là Đức Minh có nói đó, nước này khá đặc biệt, họ không theo đuổi nhiều cái chỉ số GDP, do đó thu hút khách du lịch để làm giàu họ cũng không có ham. Đến nước này mỗi một năm là người ta quy định bao nhiêu đón bao nhiêu khách thôi, chứ không phải là bao nhiêu vào người ta cũng welcome hết. Bởi vì sao? Bởi vì khách du lịch vào thì họ cho rằng những cái điều kiện tự nhiên rồi là cái lối sống của họ có thể bị thay đổi, rồi di tích lịch sử văn hóa của họ có thể bị dòng người chen lấn xô đẩy như nó ảnh hưởng. Quốc gia này họ lấy cái sự hài hòa với thiên nhiên. Có một triết lý khá là hay ở Bhutan, đó là gì ạ? No hurry, no worry. Có nghĩa là bạn mà không vội vã thì bạn cũng bớt lo lắng. Cho nên quốc gia này là quốc gia gần như là duy nhất, đến bây giờ thì thầy biết là chắc là duy nhất ạ, trên thế giới là không có đèn đỏ đấy các bạn, tức là không có tín hiệu giao thông. Người ta cho rằng sự nhường nhịn, không cần quá vội vàng thế mới là hạnh phúc, cho nên cần gì phải đèn xanh đèn đỏ, ông nhường nhau đi nhá, nhường nhau đi. Nó cũng hơi giống với cuộc sống nhẹ nhàng ở Đà Lạt đúng không ạ? Nhưng mà Đà Lạt năm 2021 này đã quyết định có đèn tín hiệu giao thông rồi, và để dịp đầu năm thầy có đi Đà Lạt thì Đà Lạt đã mở rộng nhiều tuyến đường rồi đúng không? Tại các vòng xoay Đà Lạt bây giờ cũng bắt đầu mở rất là rộng rồi, phát triển kinh tế rồi. Và quy hoạch của Đà Lạt trước đây là chỉ có cái nhà cao cỡ 5 tầng trở xuống, tức là người ta cho rằng cái chiều cao cây thông đó là quy chuẩn của thành phố du lịch với đặc trưng khí hậu và cây cối như cây thông á, thế thì chiều cao của nhà thấp thôi. Nhưng mà vừa rồi Đà Lạt đã phê duyệt cái dự án là xây đến cả gần chục tầng phải không ạ? Đà Lạt bắt đầu thay đổi theo chiều hướng là cũng đô thị hóa rồi. Chứ còn trước đây Đà Lạt là không có đèn tín hiệu giao thông nha. Những căn nhà cũng giống rất là chan hòa với thiên nhiên, khách du lịch cũng ít. Còn bây giờ bạn thấy không, ngày lễ ngày Tết lên Đà Lạt thì không có chỗ mà đi. Có những năm thầy lên trên đó mà ngày nghỉ ngày lễ á, là chỉ ngồi trên xe thôi, không có xuống được, bởi vì họ quá là đông, quá đông, xe xếp hàng ở trên đường. Và khi chúng ta thu hút nhiều du khách như vậy thì kinh tế cũng phát triển, nhưng nó phải đánh đổi. Đà Lạt bây giờ thì đã thay đổi rất là nhiều, chấp nhận thôi, bởi vì dòng người đổ lên đông thì chúng ta buộc phải là xây nhà cao tầng hơn, mật độ dân cư cao hơn, và như vậy đường giao thông đông đúc, không thể nào mà nhường nhịn nhau được, thì bây giờ phải có đèn tín hiệu thôi. Đấy là diễn ra tất yếu nhỉ. Cái gì phải đánh đổi bạn ạ, chứ bạn vừa muốn an nhàn vừa muốn nhiều tiền thế thì khó lắm. Chúng ta cuộc sống để cân bằng nó khó. Thầy cũng biết nhiều bạn ở đây, chẳng hạn như Phương Thảo, thầy cũng hiểu là có thể em sẽ không hoàn toàn muốn là doanh nhân hay là hoàn toàn muốn là đánh cá. Chúng ta thấy cuộc sống nếu kết hợp được cả doanh nhân và đánh cá
giống như là chúng ta vẫn kiếm tiền mà chúng ta vẫn có thể cân đối được cuộc sống của mình, vẫn chơi, vẫn làm, chứ không phải là tuổi trẻ mình cứ cắm đầu vào làm, rồi đến lúc 50, 60 sức khỏe bắt đầu suy nhược rồi, lúc đó bắt đầu nhiều tiền rồi thì chơi nó không đã nữa rồi, đúng không? Ví dụ như tuổi hai mấy như các bạn bây giờ mà có cái siêu xe lái thì sướng lắm, chứ còn 60 mà lái siêu xe thì lúc ấy nó đỡ phê rồi, sức yếu rồi, chơi nó không đã, đúng không? Nhưng mà nó có một nghịch lý, đó là ngày trẻ có nhiều sức khỏe thì lại ít tiền, muốn mua không được, đến lúc già thì sức khỏe nó hao kịp phần lớn rồi, lúc có nhiều tiền thì lúc đó bắt đầu mua đồ chơi này kia thì lại không đã rồi. Nên là cân bằng là một câu chuyện rất là khó, phải không các bạn? Rất là khó. Chúng ta đều biết là cân bằng là tuyệt vời đấy, nhưng mà cái gì nó có chấp nhận đánh đổi, chứ còn mình cũng chẳng thể cầu toàn được nha. Chẳng thể cầu toàn được. À, thực ra thì đoạn clip này thầy chỉ muốn nói một cái thông điệp liên quan đến bài ngày hôm nay, đó là bạn nhìn vào ông đánh cá và ông doanh nhân thì hai ông này sẽ có câu chuyện trao đổi qua lại, và sự thư thái của ông đánh cá sẽ khiến cho ông doanh nhân khá là khó chịu, khá là khó chịu, cho nên ông bắt đầu mới đưa ra lời khuyên, đưa lời khuyên. Nhưng phản ứng lại là ông đánh cá làm sao ạ? Ông cứ đặt câu hỏi ngược lại cho ông doanh nhân, và ông doanh nhân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cuối cùng hai ông này làm sao ạ? Họ lại có điểm chung, và ông doanh nhân ngỡ ngàng về cái giá trị mình theo đuổi cũng giống như ông này, nhưng mà cái phương pháp thực hiện thì hai người khác nhau. Câu hỏi đầu tiên của thầy đó là nếu bạn đổi vai thì bạn có thấy hai ông này hạnh phúc hay không? Không hạnh phúc. Ông đánh cá mà làm doanh nhân là không thích à? Tôi không thích tiền, tôi không thích nhiều tiền, bởi vì nhiều tiền là tôi phải vất vả, chứ tiền đâu mà rơi từ trên đầu tôi rơi xuống đất ấy, lấy đâu ra, đúng không? Tôi cũng phải bằng hai bàn tay này, bằng trí óc tôi phải suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm. Nên doanh nhân câu chuyện là làm một ngày 12 tiếng, 14 tiếng thì đó là bình thường. Nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không cân bằng được cuộc sống. Doanh nhân đi tiếp khách, đi ăn nhậu, đi công tác suốt ngày, ở với con một tuần chỉ được vài tiếng, đó là câu chuyện phổ biến. Nhưng mà những người theo triết lý của ông đánh cá, ông không muốn như vậy. Hàng ngày được ăn 3 bữa cơm nhẹ nhàng cùng gia đình, thế là vui rồi. Cho nên tôi không cần phải quá vội vã. No hurry, no worry đấy. Có thể là triết lý của không đánh cá đấy. Không cần vội vã. Ngày kiếm được đôi ký cá cũng được rồi. Cơm không cần phải tôm hùm gì cả, đúng không? Không cần phải ốc hương này kia. Không, cơm của tôi thật đơn giản. Chén cơm, ít rau, chấm dưa quẹt thì đó, thế là được. Và bạn thấy giá trị. Hai người này theo đuổi, giá trị phương tiện là khác nhau, nhưng giá trị sau cùng là giống nhau. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về hai nội dung. Thứ nhất là giá trị là gì? Ông đánh cá tin rằng điều đó là quan trọng, ông doanh nhân tin rằng điều đó là quan trọng, thế đó gọi là giá trị. Ta theo đuổi cái giá trị. Vậy thì trong cuộc nói chuyện đó, bạn sẽ thấy rằng chúng ta có thể có mâu thuẫn với nhau không? Có. Và cái mâu thuẫn đó dưới góc nhìn ở hành vi thì đó là sự khác biệt về giá trị. Cái bạn theo đuổi là gì? Năm nay chúng ta nghỉ Covid khá nhiều, đúng không? Cho thầy hỏi là các bạn có muốn quay trở lại học off không? Nếu bây giờ mà thầy nói rằng nhà trường cho phép học kết hợp, có bao nhiêu bạn giơ tay học off? Lớp mình có bao nhiêu bạn muốn quay trở lại trường? Rồi Covid bây giờ thì cũng vẫn còn khá là căng thẳng nhá. Mỗi một ngày Sài Gòn vẫn có 1000 ca. Thế bây giờ nếu mà muốn quay trở lại thì phải có một tỷ lệ nhất định, đúng không? Nhưng mà lợi ích của quay lại là gì? Thầy trò mình được tương tác trực tiếp. Thầy có thể nhìn vào khuôn mặt của các bạn để biết được các bạn đang vui hay buồn. Để có thể thay đổi cái tốc độ bài giảng, hoặc là mời một ai đó lên, hoặc là lờ một ai đó đi. Nhưng mà thầy nhìn thấy màn hình như này, thầy thấy có cánh tay giơ lên nhé, và các bạn ngồi lắng nghe, hay là các bạn đang nằm ngủ hay đang ăn sáng, cái đó thầy không biết. Cho nên cái thích động viên của thầy đôi khi nó có thể chưa được chuẩn lắm. Nhưng nếu như mà thầy ngồi trực tiếp ở trong lớp học thì nó thuận lợi hơn. Thầy cho mình đều biết như vậy. Nhưng mà tại sao chỉ có 3 cánh tay giơ lên là em muốn học off thôi? Bởi vì có thể liên quan đến cái điều kiện trích ngừa của mỗi chúng ta là khác nhau. Thứ hai nữa là khi chúng ta quay trở lại thành phố thì nó cũng có những điều kiện khó khăn nhất định. Chẳng hạn như là chúng ta chỉ học có tháng mấy mà bây giờ lại phải thuê phòng chẳng hạn. Đúng không? Thuê phòng. Nếu bạn ở tỉnh thì bạn lại phải mất một khoản tiền cũng khá lớn cho một số ngày học cũng chỉ có 1 tháng thôi. Bởi vì tháng 12 chúng ta lại thi rồi, đúng không các bạn? Đúng không? Không phải bạn nào cũng ở thành phố.
bạn ở tỉnh nhưng mà bạn trả phòng rồi, bây giờ bạn quay trở lại thì bạn học hoặc là thuê hoặc là ở nhà người thân. Những phương án ở nhà người thân là chúng ta không khoái rồi, đúng không? Độc lập tự do của chúng ta. Và thứ hai nữa là tình hình Covid như này thì tốt nhất là phải độc lập nhá. Tại sao chỉ có ba bạn giơ tay? Giải thích có rất nhiều lý do, rất nhiều lý do. Mỗi người của chúng ta có những giá trị mà chúng ta theo đuổi. Chẳng hạn cái giá trị là sự an toàn nó có thể quan trọng hơn là giá trị là tri thức trong giai đoạn hiện nay thì sao? Trong cái thời điểm mà dịch căng thẳng tháng 7, tháng 8, bạn thấy không? Chúng ta chỉ mong sao năm 2021 này nó có thể đi qua và thầy trò mình có thể vẫn có thể nhìn nhau, nói chuyện với nhau được một cách bình thường. Thế là hạnh phúc lớn lao rồi. Năm 2020 đi qua, chúng ta mong ước cầu cho nhau làm sao ạ? Một năm làm ăn thịnh vượng. Nhưng tháng 7, tháng 8 này chúng ta chỉ cầu ước cho nhau là sang năm tới thầy trò mình vẫn có cơ hội gặp nhau trên trường, nói với nhau dăm ba câu chuyện, tương tác với nhau trên lớp học một chút. Thế là thành công rồi. Vậy thì có những giai đoạn, có những thời điểm mà giá trị của chúng ta trở về những giá trị hết sức đơn giản. Đơn giản. Vậy thì con người của chúng ta cũng vậy. Hãy hỏi một người nằm viện thập tử nhất sinh ạ. Họ muốn cái gì? Giá trị họ thay đổi sau khi họ ra viện không? Thay đổi. Có thể họ bảo là quyền lực, địa vị mới là quan trọng nhất khi họ khỏe. Nhưng khi họ viện, vào viện họ nằm rồi ạ, thì cái giá trị của họ có thể là gia đình. Tôi chỉ mong ước được rằng mỗi một ngày tôi được nhìn con tôi ăn cơm cùng nó một ngày 2-3 bữa, đúng không? Cuối năm tôi được về quê chơi, một năm tôi được có một chuyến du lịch bằng xe gắn máy hay xe hơi cũng được, đi cùng gia đình một chuyến khoảng 10 ngày. Thế là cuộc sống của tôi hạnh phúc. Nhưng trước đây tôi nghĩ rằng tôi phải làm sao ạ? Tôi phải là lãnh đạo tập đoàn cơ, thu nhập của tôi phải là 10 con số cơ. Như vậy thì làm sao ạ? Tôi phải lao tâm khổ tứ, tôi phải tính toán rất là nhiều, thay đổi về giá trị. Và mỗi con người của chúng ta có những giá trị trong những giai đoạn khác nhau. Đó. Mặc dù nó nói rằng giá trị là những niềm tin bền vững nha, nhưng trước một cú sốc, chẳng hạn cú sốc đại dịch Covid ấy, thì chúng ta có thể thay đổi góc nhìn. Đó. Thay đổi góc nhìn, cách đánh giá về giá trị nào là phù hợp. Đó. Thì hệ thống giá trị của cá nhân nó bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa. Nền văn hóa. Chẳng hạn người phương Đông của chúng ta cho rằng điều gì là quan trọng? Tình làng nghĩa xóm, đúng không? Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đấy là những yếu tố mà chúng ta cho rằng cực kỳ quan trọng, kể cả cội nguồn nữa. Thế nên tại sao mà cứ ngày Tết người Việt Nam của chúng ta từ miền Nam đổ ra miền Bắc, miền Trung là tàu xe là đội giá, vì sao? Bởi vì chúng ta từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam rất là đông. Và dù có vô cùng tốn kém, nhưng cứ mỗi một năm dòng người từ khu vực phía Nam trở về miền Bắc, miền Trung, về miền Tây rất là đông các bạn. Rất là đông. Vậy giá trị chúng ta theo đuổi là gì? Nó có thể là cội nguồn, có thể là gia đình đó. Tốn kém không? Tốn kém. Một người công nhân một năm họ chỉ tích lũy được khoảng 30 triệu đồng, nhưng một cái Tết anh ta về có thể tiêu đến 15 đến 20 triệu. Nhưng bảo anh ta ở lại, anh ta vẫn lưỡng lự, anh ta muốn về nhà hơn. Đó. Nhưng đứng dưới góc độ một nhà kinh tế thì bạn sẽ khuyên anh ta là thôi đừng về nữa, về tốn kém quá, đúng không? Bây giờ có Zalo, có Facebook, gọi online cho gia đình là được rồi, đỡ được cả chục triệu đồng, vào lại làm ăn vất vả. Nhưng bạn nhớ là đứng dưới góc nhìn của người công nhân, người ta có thể là hiểu vấn đề nó ngắn hơn một chút xíu. Hạnh phúc của anh ta là được về, được gặp gia đình, được gặp cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã lớn tuổi rồi. Vậy thì khi chúng ta đưa ra một lời khuyên một ai đó, chúng ta phải nhớ rằng cái giá trị là niềm tin rất là bền vững, khó thay đổi. Nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố liên quan đến gia đình. Từ nhỏ chúng ta đã thấy người cha, người mẹ của chúng ta rất là tôn trọng luật pháp. Vậy thì sau này lớn lên bạn cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã nhìn thấy sự lễ phép của người cha mình đối với người ông của mình. Ông mình ốm bệnh suốt ngày, cha mình vẫn vô cùng là ân cần chăm sóc. Vậy thì cái giá trị nó từ người cha sẽ lan tỏa sang người con. Và sau này mình nhìn người cha chăm người ông như thế nào, rất có thể mình sẽ chăm cha mình y như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy trong gia đình hay hàng xóm những tấm gương về sự bạc bẽo chẳng hạn, thế thì rất có thể trong tương lai chúng ta lại đối xử với người cha mình y như người cha mình đối xử với người ông. Vậy thì gia đình các bạn, bạn sẽ nhìn vào những người thân trong gia đình mình cư xử với nhau như thế nào. Bạn cho người ta cái gì? Thì có khả năng bạn sẽ nhận lại cái đó. Bạn cho người ta được sự cảm thông, tình yêu thương thì bạn sẽ nhận được lại cái đó. Tôi thấy cô bạn bè cũng ảnh hưởng, rồi xã hội ảnh hưởng, giá trị. Tại sao người Việt Nam của chúng ta ở trong nước? Ở trong nước thì tuân thủ luật pháp cũng rất là tùy thích thôi.
gặp đèn đỏ mà công an không có là rất nhiều người vọt luôn. Nhưng hãy bốc những con người đó sang Singapore hay đi Nhật đi ạ, đi du lịch thôi. Thì tôi tin là tất cả những con người Việt Nam lại trở thành người tuân thủ luật pháp rất là tốt. Đó. Là chúng ta nhìn xung quanh, xã hội người ta ai cũng tuân thủ thì mình cũng không dám. Không dám. Giá trị là in Rome we are Roman, có nghĩa là chúng ta theo đuổi giá trị của cộng đồng. Nếu vào một cộng đồng mà tuân thủ, hoặc là một sinh viên ở bậc phổ thông rất là trầm tính, nhưng khi vào lớp đại học bạn thấy không, chính cái môi trường đó tạo cái động lực cho bạn nó chia sẻ, bạn nó lên tiếng. Và alo Phát ơi, cho thầy hỏi em chút ạ. Dạ. Em của ngày hôm nay và em của 2 năm trước, về mặt tính cách, về mặt giá trị, em có thấy có điều gì thay đổi không Phát? Dạ có thầy. Thay đổi đó là thay đổi thế nào em? Nếu như mà là 2 năm trước thì em kiểu em thay đổi những cái giá trị nó rất là nhỏ bé, ví dụ như là học được điểm cao hay là nói chung là học được điểm cao thôi, nó chỉ cái tâm vào việc học thôi. Điểm là một giá trị, điểm số là một giá trị. Còn bây giờ sao? Còn bây giờ thì em nghĩ nó hơi rộng hơn một tí xíu, là em có thể là mình chọn được một công việc mình tốt, rồi mình có thể kiếm được một nguồn thu nhập ổn định, và sau đó thì thư thả cùng bố mẹ du lịch hay là chăm lo cho sức khỏe của mọi người trong gia đình kiểu vậy. Ok. Phương Thảo. Dạ. Yeah. Có giá trị gì theo thời gian nó đã thay đổi không? Hoặc là thực ra thì Phát không hề thay đổi cái giá trị về về mặt tri thức đâu em. Góc nhìn của em về mặt tri thức trước đây có thể thể hiện qua điểm số, còn bây giờ là thể hiện qua cái công việc trong tương lai. Thì cái sự nỗ lực của em vẫn là theo cái chiều hướng về giá trị về là tri thức. Còn Thảo thì sao? Em có cảm nhận có sự thay đổi gì theo thời gian của mình không? So với ngày học phổ thông và ngày hôm nay không? Em cũng không chắc nữa, nhưng mà em cũng khá giống Phát á thầy. Hồi trước thì em nghĩ là kiểu học trong lớp cấp 3 thì em nghĩ là mình phải cố gắng để đứng nhất chẳng hạn, nhưng mà khi lên đại học thì em cảm thấy là em chỉ cần cố gắng hết sức của mình là em cảm thấy vui rồi thầy. Dạ. Tức là mình làm phiên bản tốt nhất của mình đúng không Phương Thảo? Dạ. Cố gắng. Mình không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình ngày hôm qua thế là tốt rồi. Cái đích của mỗi người nó có thể khác nhau, nhưng mà cái mà chúng ta vượt qua mà chúng ta cảm thấy vui nhất có thể chính là chính chúng ta đấy các bạn. Còn bây giờ bảo là chúng ta phải giàu hơn là Jeff Bezos hay là Bill Gates thì là câu trả lời là quá khó. Nhưng mà chúng ta có thể tìm được sự hạnh phúc khá là nhanh bằng cách chúng ta tốt hơn chính chúng ta mỗi ngày. Ok, Thanh sao em? Dạ thầy, em nghĩ là em của em hiện tại với lại 2 năm trước khác nhau rất là nhiều ở tính cách. Nên là hồi cấp 3 thì em khá là nhút nhát, khá là tự ti về bản thân. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là em năng động và em tự tin hơn và bản thân mình rất là nhiều. Đó cũng có thể là một phần cái môi trường học tập ở lớp chúng ta hay là môi trường UH đúng không ạ? Em có tham gia đoàn hội gì không hả Thanh? Dạ không ạ. À, thầy nhìn cái avatar của em, thầy tưởng là em là chi hội trưởng đấy. Dạ cái này hồi cấp 3 thôi ạ. À thế à? Ok. Rồi. Xã hội là gì? Là chính là cái bối cảnh mà chúng ta sống. Chẳng hạn trước đây chúng ta sống cùng người thân trong gia đình, chúng ta sống cùng bạn bè cấp 3 cùng quê với nhau. Nhưng mà khi lên đại học thì cái mối quan hệ của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta sống một mình, có thể ở trong một phòng trọ, nhưng mà chúng ta lại sống cùng các bạn đến từ nhiều làng quê, nhiều cái vùng thành phố khác ở Việt Nam của chúng ta. Và khi chúng ta thấy rằng họ đã thay đổi thích ứng, thế thì xu hướng nó sẽ tác động đến bạn. Người ta tự lập được thì mình cũng sẽ tự lập được. Nhưng câu chuyện ngày cấp 3 đó là ăn ngủ rồi đi lại hoặc là bạn bè gì đó được cha mẹ quản lý rất là chặt chẽ, thì chúng ta có thể ủy quyền hoàn toàn cho cha mẹ lo việc đó. Nhưng lên đại học rồi, chẳng hạn như Thanh chia sẻ đấy, chúng ta phải tự lập hơn. Và chính vì sự tự lập hơn đó, cái môi trường đại học nó buộc chúng ta phải thay đổi thích ứng, ta năng động hơn. Ta cũng hội nhập tốt hơn với lớp, với trường, với các câu lạc bộ. Đó là sự thay đổi thích ứng dựa trên cái yếu tố về xã hội mà nơi mà chúng ta sống. Các dạng giá trị thì có giá trị sau cùng, giá trị phương tiện.
ta lấy ví dụ về về sự khác biệt các giá trị đi các bạn. Tôi có ba nhóm người. Nhóm thứ nhất là liên quan đến những người lãnh đạo về tôn giáo, chẳng hạn như là một nhà sư, chẳng hạn như là một cha xứ chẳng hạn. Nhóm thứ hai là những người làm kinh doanh, chẳng hạn như là chủ doanh nghiệp. Nhóm thứ ba là những nhà nghiên cứu, ví dụ như là giảng viên hoặc các nhà khoa học. Thì đưa 6 giá trị cho họ thì Alpha ông đã thu được kết quả như thế này các bạn ạ. Tôn giáo. Giống như là các thầy chùa hoặc là những cha xứ ấy, thì họ xếp tín ngưỡng hay đức tin là số 1, quan trọng nhất là mỗi người phải có cái đức tin, tín ngưỡng. Nhưng hỏi những người làm kinh doanh, những chủ doanh nghiệp thì người ta bảo quan trọng nhất phải là kinh tế. Chúng ta là những sinh viên đang ở trường kinh doanh hay trường kinh tế đây các bạn. Chúng ta thấy rằng cái giá trị kinh tế có nghĩa là gì vậy? Alo, cho thầy hỏi các bạn là kinh tế theo các bạn là gì? Phương Thảo. Dạ, theo em là doanh thu, lợi nhuận, cổ phần đúng không? Doanh thu, lợi nhuận, cổ phần. Ok, rồi cảm ơn em. Phương Huyền, em nghĩ kinh tế là gì? Em thấy em nghĩ là tiền đó. Là tiền, dạ, ok. Còn các bạn khác thì sao? Kim Đài có đây không em? Dạ em chưa hiểu câu hỏi lắm mà nên là chưa suy nghĩ tới. Ok, thầy hỏi là theo em thì nhà kinh tế đã xếp kinh tế là giá trị số 1, vậy em hiểu kinh tế là gì? Kinh tế là kiểu là sự phát triển về tiền bạc này, về mặt tiền bạc. Dạ. Phát triển sự nghiệp, tiền bạc. Phát thì sao em? Em thì nghĩ là nó là những cái hoạt động để mình tạo ra giá trị. Chúng ta là những sinh viên kinh tế đấy các bạn. Bạn bảo là ông mày học kinh tế thì có nghĩa là giá trị của mày là tiền là số 1 à? Có chỉ có doanh thu lợi nhuận trong đầu phải không? Nghe nó hơi phũ nhỉ các bạn. Thực ra thì không phải. Cái chữ kinh tế này chúng ta hiểu một cách đơn giản đó là gì? Những nhà làm kinh doanh, những người làm kinh doanh ấy, chúng ta sẽ thấy là họ sẽ xếp cái ưu tiên số 1 là kinh tế. Nó liên quan đến nhẹ nhàng nhất. Chúng ta hiểu đó là chỉ vì cơ hội các bạn ạ. Đó là khi mà người ta hành xử, người ta làm một cái hoạt động nào đó thì họ cân nhắc giữa cái được và cái mất. Đó là chỉ vì cơ hội. Chẳng hạn chúng ta tiếp tục cái phát triển cái hệ thống của chúng ta đi, hệ thống kinh doanh của chúng ta đi. Mặc dù trong đại dịch như này thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Và những nhà làm kinh doanh thì họ tính toán rất là kỹ cái được cái mất trước khi họ làm. Cái được và cái mất. Nếu mà cái được mà nhỏ hơn cái mất thì họ sẽ từ chối. Nếu cái được mà lớn hơn cái mất thì họ làm thôi. Nhưng mà nếu cái được bằng cái mất thì sao? Họ lưỡng lự phân vân và họ tìm một lý do nào đó để nó phải nghiêng về một bên, được hoặc mất, thì họ mới quyết định làm hay không làm. Vậy thì ai đó hỏi là có phải là dân kinh tế mình đưa tiền là số 1 không? Không, không, không. Dân kinh tế là rất là thẳng tính bởi dân kinh tế đưa chi vì cơ hội là yếu tố cân nhắc cho quyết định của mình. Cho nó mềm hóa một chút xíu. Chỉ chúng ta bảo là kinh tế thì toàn tính là lợi nhuận, lãi lỗ, cái đó thì nó hơi nó hơi phũ phàng. Dân kinh tế chỉ có tiền không à? Không phải. Nó nhẹ nhàng. Dân kinh tế tính toán trong các quyết định của mình về cái được và cái mất. Chẳng hạn ngày hôm nay có nên đi học không? Nếu mà cho suy nghĩ lại nhá. Vân ơi, em có nghĩ rằng hôm nay mình nên nghỉ học không Vân? Thanh Vân? Dạ thầy. Nếu mà cho suy nghĩ lại thì có nghỉ quyết định nghỉ học ngày hôm nay không? Dạ, em đâu có nghỉ rồi thầy. Nhưng mà hôm nay em không sẵn sàng là một ca sĩ mà em lại làm ca sĩ đó. Tại vì hồi sáng em mở máy lúc 7:15 rồi thầy, cái hàng xóm ngó qua em á là bị mất chìa khóa, cái kêu em cái là em chạy ra cái lỡ 1 phút. Chiều nay hàng xóm lại kêu, chiều nay hàng xóm của Vân ấy lại kêu Vân ra mua dùm chị 2 tờ Vietlott, thế là Vân ra mua mà chẳng may không mua 3 tờ, thế là Vân đưa cho người ta 2 tờ, còn tờ cuối cùng Vân sổ độc đắc em, cho nên cuộc sống nó có cái duyên và cái phận đó Vân. Là khi mà... Dạ đúng không thầy.
cho nên là cái đó là cái duyên của em hôm nay lên sóng, nhưng mà em vẫn quyết định không nghỉ học ngày hôm nay nếu em được suy nghĩ lại, đúng không? Dạ đúng rồi, em vẫn chấp nhận lên sóng này. À, chấp nhận lên sóng nghe nó phũ phàng sao ấy, hôm nay là phải được lên sóng chứ. Thầy cũng muốn biết. Dạ đúng rồi, được lên sóng chứ thầy, đúng rồi. Em được. À, còn Ngọc thì sao em? Em nghĩ rằng nếu hôm nay mà được suy nghĩ lại nhá, bối cảnh là em vẫn đi học trễ, biết rằng người ta sẽ giới thiệu em là ca sĩ đó. Em có nghĩ rằng mình nên nghỉ học không Ngọc? À, dạ thưa thầy, là sẵn thì em cũng đam mê âm nhạc nên là em thấy là nếu thầy mời em là ca sĩ thì em cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì em làm sai mà. Em làm sai thì em sẽ chịu, bởi vì em biết là em đi học trễ nên em sẽ không kháng cự lại việc là nghỉ học luôn. Thầy lại hiểu theo ý khác. Thầy lại hiểu là sáng nay đó là sự chú ý của em. Một ngày hai đầu tuần thầy nghĩ là mọi người khá là căng thẳng và thầy biết là em cố tình vào trễ 4 phút nhá. Lần đầu tiên thầy thấy là có một người giới thiệu ca sĩ chính xác đấy. Em có biết ai giới thiệu em là một người hát rất hay không? Thật sự không ai. Em không dám thừa nhận em hát hay, nhưng mà em cũng không muốn, em cũng không dám là để cho người khác nói em hát hay luôn, tại vì em thấy mình chưa đủ. Ok hả? Ok, thầy tin lời của lớp trưởng đó. Lớp trưởng có giới thiệu là Trung Ngọc hát rất là hay. Trung Ngọc hát rất là hay. Và hôm nay thầy tin lớp trưởng và thầy thấy rằng hôm nay không phải là cái duyên cái phận, mà hôm nay đó là một sự chủ động của em. Rồi, cảm ơn Ngọc. Vậy thì những nhà làm kinh doanh, những người làm kinh tế trong tương lai các bạn, chúng ta xếp kinh tế là số 1 thì chúng ta hiểu rằng cái giá trị này nó mang đến cho chúng ta một sự thẳng thắn trong các quyết định của mình. Bạn đã tính toán, ví dụ như sáng nay bạn quyết định đi học, đó là bạn tính toán phải được lợi một cái gì đó. Vậy thì cái lợi này có thể là gì ạ? Có thể là điểm số, hoặc là bạn được chia sẻ, hoặc là bạn được hát cho ai đó nghe và bạn cảm thấy vui. Và nếu như bạn quyết định ngày hôm nay không đi học thì chúng ta học kinh doanh, chúng ta cũng phải sòng phẳng với nhau rằng ngày hôm nay bạn không đi học bởi vì cái giá trị bạn ở nhà nó mang lại lớn hơn ở trên lớp. Vậy thì nếu bạn quyết định ở nhà thì hôm nay có bài kiểm tra hay cộng điểm, bạn đừng có nói rằng cho em làm lại nha. Nhớ là mình học kinh tế, do đó chi phí cơ hội chúng ta đưa lên hàng đầu cho quyết định của mình. Chúng ta đã làm mà chúng ta không hối hận bởi chúng ta đã tính toán rồi. Cái được và cái mất. Hôm nay em nghỉ, em có sinh nhật đứa bạn, nhưng mà hôm nay có bài kiểm tra thầy cho em làm lại nhá. Chơi vậy ai chơi cho nổi. Mình là dân kinh tế mà, tính toán là cái được và cái mất rồi. Mình đã xác định đi sinh nhật để đẹp lòng bạn rồi, bây giờ mình lại còn muốn tham lam quá, lại còn muốn làm bài kiểm tra lại à? Không, mình học kinh tế, mình đã biết cái đó được và cái đó mất như thế nào. Và cái được nó lớn hơn, cho em đã quyết định là em đi party với bạn thay vì em đi học. Thì làm sao có chuyện, cuối cùng lại bảo yêu cầu thầy là cho em kiểm tra lại, đúng không? Để chúng ta rất rõ ràng. Bây giờ thầy muốn hỏi này ạ. Nếu chúng ta đặt cái chi phí cơ hội lên à, cho các quyết định của mình, khi mà thầy trò mình đi học off ấy, học off, thầy có nói là Long, buổi học đầu tiên mình tan lúc vào 10:45 á, thầy mời Long đi uống cà phê nhé. Long bảo xin lỗi thầy, em bận lắm em không đi được. Theo như Phương Thảo thì bạn Long, bạn ấy nói là bạn ấy bận lắm không đi được, thì mình là dân kinh tế mình phải hiểu như thế nào Thảo? Dạ, theo bạn Long thì cái không đi thì nó sẽ có giá trị lớn hơn là nếu bạn đi. Đúng rồi, mình phải sòng phẳng với nhau như vậy và thầy đừng có nài ép nha. Chẳng hạn Long ơi đi cà phê nhé, 10:45 đi cà phê ha. Sớm, lâu lắm thầy cho ông gặp, xin lỗi thầy hôm nay nhà em có việc bận. Vậy thì chúng ta phải sòng phẳng với nhau rằng cái việc đi uống cà phê của thầy á, nó không quan trọng bằng cái việc của em đang cần phải giải quyết lúc đó. Cho nên cái chữ bận của chúng ta có nghĩa là chúng ta thấy rằng việc đó không quan trọng bằng việc khác của chúng ta. Thầy thấy là cái deal mà mở một cái quán cà phê ở cổng trường cơ sở B Nguyễn Tri Phương khá là tốt, thầy mới rủ Hà. Thôi rủ Phát cũng được. Mỗi thầy trò mình góp 100 triệu mở cửa hàng nha. Ngày mai thầy trò mình sẽ gặp bàn luận. Thế là tối nay Phát gọi điện luôn. Alo thầy ơi, em nghĩ là tiền em xoay không có đủ, cho nên là em nghĩ là thôi để lúc khác thầy trò mình hợp tác. Thầy biết chắc là trong tài khoản của Phát đang có 500 triệu, hoàn toàn có thể mở cùng thầy. Nhưng Phát từ chối như vậy thì thầy phải hiểu làm sao. Thầy năn nỉ à? Không. Dân kinh tế mà, chúng ta đã đưa ra quyết định như vậy rồi. Có nghĩa là ông thầy này chưa có làm ăn bao giờ hết á. Kinh doanh ở cổng trường rủi ro lắm. Cho nên là đưa ông 100 triệu khi là mất luôn.
hơn mình làm cái khác, mình đầu tư chứng khoán hay mình đầu tư Bitcoin thì nó hiệu quả hơn. Vậy thì khi mà Phát từ chối như vậy là chúng ta hiểu Phát đã có những cái dự án khác tốt hơn, kể cả là gửi tiết kiệm cũng được, có thể là tốt hơn cái việc mà mở một quán cà phê ở cơ sở Đào Duy Từ, đường Đào Duy Từ chẳng hạn, một đi không trở lại. Vậy chúng ta phải sòng phẳng với nhau rằng giá trị về kinh tế là những giá trị chúng ta theo đuổi. Thế thì các quyết định của chúng ta là đã có cân nhắc rồi nha. Ví dụ như nghỉ học thì đừng có xin kiểm tra lại nha các bạn. Hôm sau bạn nào mà còn xin thầy là hôm qua em nghỉ học cho em kiểm tra lại thì thầy sẽ bảo là em không đi học buổi thứ tư đúng không? Về giá trị đúng không? Và nếu em trả lời là em có đi học mà thầy, thế thì khó tin lắm. Đúng không? Alo Huyền ơi. Dạ vâng ạ. Vậy thì hôm sau có bạn nào mà thầy hỏi câu đó mà trả lời là thầy cho em kiểm tra lại ha, thì có nghĩa là bạn đó có thể không đi học vào cái buổi ngày hôm nay. Em nghĩ cái giả định đó đúng không? Có thể. Tức là bạn mà hỏi câu đó có nghĩa là bạn không đi học buổi ngày hôm nay đúng không em? Có thể không đi học buổi hôm nay. Có thể à? Có thể có đi học, có ngồi học nhưng mà không nghe. Tại vì làm sao? Tại vì chúng ta đã nói cái giá trị chúng ta theo đuổi là chi phí cơ hội là kinh tế rồi. Cái được và cái mất là bạn đã quyết định ở nhà nhưng bạn còn xin kiểm tra lại thì nó là hơi tham, đúng không? Ngoại trừ yếu tố về lý do sức khỏe, trích Covid hoặc là chúng ta F0, F1 gì đó. Ok, việc đó là từ trước đến nay ta nói là được. Còn lại vì lý do việc bận này kia mà thôi xin kiểm tra lại thì cái đó hơi vô lý. Hơi vô lý. Và thầy giả định rằng ngoài cái việc mà em xin mà thầy không đồng ý ra thì thầy còn nói rằng em nghỉ học buổi thứ tư. Nhà khoa học thì cho rằng lý thuyết là số 1 các bạn ạ. Các bạn hiểu lý thuyết là gì? Có một nhà tuyển dụng nói này, sinh viên của anh ra trường sao em thấy mấy em này chỉ có lý thuyết suông. Nghe giật mình luôn. Về lý thuyết là gì hả anh? Quan điểm các bạn lý thuyết là gì? Lý thuyết là gì nhỉ? Phương Thảo. Dạ, theo em là lý thuyết là những thứ mà mình được học trên sách vở từ giáo viên nhưng mà chưa được ứng dụng trong thực tế. Chưa được ứng dụng. Ok. Đức Minh nghĩ vậy không em? Dạ, em còn nghĩ lý thuyết nó là những cái thứ mà do các những cái nhà khoa học người ta nghĩ ra, và nó dựa trên lập luận, dựa trên suy luận chứ không phải là dựa trên thực tế. Em bổ sung như vậy. Dạ. Long ơi, quan điểm Long nào Long? Dạ lo thầy, em nghe thầy. Ăn sáng chưa? Dạ rồi thầy. Ăn sáng xong rồi trả lời câu hỏi vừa rồi. Dạ thầy thì dạ thầy là theo em thì lý thuyết nó là cái cái giống như là cái để mình đặt ra để nó là định hướng để cho mình tìm tới thầy, nó chỉ là một phần trong cái sự quyết định của mình thầy. Em nghĩ rằng lý thuyết nó khác thực tế không? Dạ khá là khác chị. Rồi. Khác hơi nhiều. Nhiều khi trong nhiều trường hợp thì lý thuyết sẽ đúng, nhưng mà thực tế thì trong một số trường hợp thì nó cũng có thể sai hoặc là nó thể không đúng, không đủ. Nói chung là lý thuyết là nó chỉ là đáp ứng nhu cầu là đúng thôi, còn mà đủ thì còn chưa đủ. Rồi Huyền sao Huyền? Em nghĩ thì em nghĩ thì lý thuyết là những cái mà người ta đúc kết, người ta khái quát chiêm nghiệm được từ thực tế,
giống như người ta hay nói là lý thuyết thì tạm màu xám còn cây đời mãi xanh tươi, thì lý thuyết giống như là một cái nền tảng để có thể phát triển, hoặc như là cũng từ thực tế, từ thực tiễn mà ra, nhưng mà người ta cũng có thể dùng cái lý thuyết đó để vận dụng trong thực tế. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Các bạn đây là những sinh viên thầy tin là có điểm GPA bậc phổ thông rất là xuất sắc. Bất kể là bạn học theo khối nào, thầy nghĩ là kiến thức cơ bản các bạn đều rất là tốt. À, môn này thầy đang rớt nhiều ạ. Và bây giờ thầy sẽ có một cái tình huống nho nhỏ để kiếm điểm. Và điểm của chúng ta, nếu mà chúng ta làm được tình huống này là các bạn sẽ được điểm 10 luôn. Điểm quá trình sẽ được 10. Và với như cơ cấu điểm 50-50 thì bạn tin là với điểm 10 quá trình là chúng ta thi qua rồi. Thậm chí là điểm cao luôn đấy. Thôi thầy hỏi Long đi ạ. Long ơi, Long đang đi du lịch hả Long? Dạ em nghe thầy ơi. Đang di chuyển trên đường hả? Dạ không có thầy ơi. Nhưng mà thầy hỏi em, thầy nhiều khi nó hơi yếu xíu thầy, nó cứ bị nó bị dọc qua dọc lại với thầy. Rồi ok. Thầy hỏi Thanh đi ạ. Thanh ơi. Dạ em nghe ạ. Ok. Em đang ngồi trước máy chứ phải không? Dạ. Tại bạn nào mà đang nằm thì hơi khó, bạn nào đang đi ngoài đường cũng khó lắm, chỉ có bạn nào mà đang ngồi trước máy thì có thể thôi ạ. Môn này rớt á, và thầy nghĩ rằng cái điểm số của chúng ta không được cao lắm, cho nên bây giờ thầy sẽ cho một cái tình huống, bạn nào làm được thầy cho điểm 10 quá trình luôn. Nhá, em có muốn tham gia không Thanh? Muốn ạ. Muốn hả? Ok. Game nó cũng đơn giản thôi ạ. Đơn giản. Chúng ta đang ở tuổi rất là khỏe mạnh, đúng không? Có cái suy nghĩ cũng tương đối chín chắn rồi ạ. Bây giờ thầy sẽ có một cái game nhỏ nhỏ như này ạ. Em đang ngồi trong phòng, em thử kiếm xem ở trong phòng có cái cột nào không? Cột nhà, nó đủ cứng. Rồi. Nếu bây giờ có một cái tình huống như này, em hãy thử cái độ cứng của đầu mình và cái cột đấy nhá. Tức là mình phải đập đầu mình vào chính cái cột mà mình cho rằng nó bằng bê tông hoặc bằng sắt ấy em. Và mình sẽ được điểm quá trình là 10 á. Cho thầy hỏi Thanh là em có dám làm không Thanh? Thì chắc chắn là không ạ. Tại sao em lại không làm hả Thanh? Tại vì lỡ đâu em không làm, em làm bằng nhớp, em làm đến quá trình em vẫn được 10 thì sao? Không, thì chắc chắn em được 10. Không ạ. Thầy hứa trước lớp luôn mà, em làm không? Không. Vẫn không làm hả? Tại sao không làm Thanh? Tại vì em vẫn có những, em nghĩ là chi phí cơ hội nó rất là lớn. Em có thể làm như vậy xong em được 10 hôm rồi, nhưng em không 10 những hôm sau nữa thì sao? Không, em tức là đập đầu vào cái cột đó. Thôi thầy hỏi người khác. Không ạ. Không làm à? Phát làm không Phát? Dạ em không làm. Đức Minh làm không em? Dạ cũng không ạ. cho thầy hỏi Minh ạ, tại sao em không làm? Dạ tại chi phí cơ hội nó quá cao. Nếu mà giả sử em giả sử nếu mà tại vì đặt đầu vô xong thì em phải đi nhập viện. Rồi từ từ cho thầy hỏi tại sao em nghĩ rằng em đập đầu thì em sẽ nhập viện hả Minh? Dạ tại đập đầu vô thì não chấn thương thì. Cho thầy hỏi là em đã đập đầu bao giờ chưa mà em biết não chấn thương của mình? Dạ chưa. Nhưng chưa làm. Mà... Tại sao em chưa làm mà em biết não chấn thương của mình? Dạ tại vì đó là cái logic hiển nhiên rồi, đập đầu vô vật cứng thì vật cái đầu sẽ bị chấn thương. Đó là Ai nói với em sự logic đó hả mình? Dạ, cái này là nó là, em nghĩ nó là cái bản năng tự nhiên rồi thầy. Tức là tự nhiên. Dạ, một người sinh ra là đã biết được rồi. Một người sinh ra đã biết được rồi hả? Dạ. À, tại sao không, em? Ý là một người sinh ra mà có đầy đủ, có bình thường không?
bình thường về mặt tâm thần thì sẽ thì tự nhiên sẽ biết. Rồi ơi, ok Phương Huyền ơi, Huyền có dám làm không em? Em không thèm. Tại sao em không dám làm? Và trường hợp này là đập mạnh nha Phương Thảo, chứ không phải đập nhẹ nhá, dùng hết sức của mình á. Tại sao không làm mà Huyền? Em nghĩ là mặc dù em chưa làm, nhưng mà em có thể nhìn thấy những người khác đặt những tai nạn, hoặc là về sự hiểu biết vật lý của em thì em suy nghĩ được là nếu như mà mình đập vào đó thì chắc chắn thì sẽ gây ra tổn thương. Vật lý chỗ nào nói và em sẽ bị tổn thương hả Huyền? Là khi mà một lực mình tác động một lực mạnh lên đầu mình thì chắc chắn đó, bạn Phát đã thề nói định luật 3 Newton thề ạ. Định luật 3 Newton nói điều gì vậy Phát? Dạ là khi mà mình tác động một lực vào một vật thì vật đó cũng tác động lại ngược lại mình một lực tương đương ngược chiều. Khi ta tác động một lực là ép vào một vật thì vật đó sẽ tác động lại vào chúng ta một lực là cùng phương nhưng ngược chiều, đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi cùng phương ngược chiều. Vậy thì khi mà chúng ta đập đầu vào cái cột bê tông á thì dự đoán dựa trên định luật 3 Newton là đầu chúng ta sẽ làm sao hả Phát? Dạ mình đập mạnh vào cái tường thì bao nhiêu thì cái đầu mình nó cũng nhận lại một cái lực phản lại bấy nhiêu. Kết quả là cái tường nó sẽ vỡ vụn hay cái đầu của chúng ta sẽ tổn thương? Dạ cái đầu của chúng ta sẽ tổn thương. Tại sao cái tường nó không vỡ vụn? Dạ tại vì cái tường nó cứng hơn cái đầu mình. Và đó chính là lý thuyết đấy ạ. Dạ. Đó chính là lý thuyết. Lý thuyết cho chúng ta cái gì ạ? Cho chúng ta biết cách hành động khi chúng ta chưa từng làm điều đó. Vậy thì khi chúng ta hiểu về lý thuyết là chúng ta đã phải hiểu cách thức hành động áp dụng vào trong thực tiễn. Cho nên nếu nói rằng lý thuyết là lý thuyết suông và lý thuyết là khác hoàn toàn thực tiễn, đây là một phát biểu chưa chính xác. Không có lý thuyết nào đi ra từ sự tưởng tượng hết á. Nó đều phải có một sự ứng dụng nhất định vào trong thực tiễn qua những cái phân tích thực nghiệm, sau đó được nhiều cái môi trường bối cảnh thừa nhận thì lúc đó nó mới trở thành lý thuyết. Cho nên trên đời này không có lý thuyết suông. Không hề có lý thuyết suông và cũng không hề đến từ sự tưởng tượng một cách vô tình của một ai đó mà trở thành lý thuyết ngay, mà nhà khoa học đó cần phải có những áp dụng, có những minh chứng trong thực tiễn nó đúng. Ví như định luật 3 Newton mà Phát nói, cái này là định luật 3 thì 2 thì không nhớ chính xác, nhưng chắc chắn đó là định luật Newton. Newton đã nói về lực và phản lực. Khi tác động một lực cùng phương vào một vật thì nó sẽ phản lại chúng ta một cái phản lực cùng phương ngược chiều bằng chính cái lực ép đó. Cho nên đầu chúng ta sẽ vỡ vụn thay vì cái tường nó bị vỡ vụn. Vì sao? Độ cứng của mác bê tông PC250 nó sẽ cứng hơn cái đầu của chúng ta được kết cấu bằng xương thịt và da đầu. Chúng ta sẽ bị tổn thương trước. Nhá. Và đó chính là gì ạ? Đó chính là cái việc mà am hiểu lý thuyết nó sẽ hỗ trợ như thế nào cho cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta làm như thế nào. Cho nên một ai đó nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có lý thuyết suông thì có thể họ đã không hiểu lý thuyết là gì. Và chúng ta nếu đặt trong bối cảnh đó, có thể chúng ta cũng chưa hiểu về mặt lý thuyết. Nhá. Chứ còn nếu đã hiểu về lý thuyết thì chúng ta phải có làm sao ạ? Theo cái thang đo Bloom đấy các bạn. Thang đo Bloom mà đầu tiên là bạn chỉ gì thôi ạ? Bạn chỉ nhớ thôi. Giống y như một cái máy phát lại thôi ạ. Nhưng mà sau đó đến level thứ hai là chúng ta phải hiểu. Rồi bắt đầu phải ứng dụng. Rồi mức độ cao nhất là phải sáng tạo. Cho nên mức độ mà chỉ có lý thuyết ở mức độ thang đo Bloom, mức độ đầu tiên là nhớ thôi ạ, mà chưa có ứng dụng được vào thì chúng ta đừng có nói rằng em biết lý thuyết. Không, chưa. Mức độ em chỉ là cái máy phát lại lý thuyết đó mà thôi. Em chưa có hiểu lý thuyết đó. Chúng ta không ai dám lắm làm một cái điều đạt được 10 điểm quá trình bằng cách lấy cái đầu mình đập vô tường hết á. Bởi vì chúng ta đều hiểu là làm như vậy chúng ta sẽ tổn thương. Lý thuyết nào nói về điều đó? Lý thuyết mà Phát mới trình bày, định luật Newton. Cho nên sau ngày hôm nay cũng đừng bao giờ nói rằng lý thuyết suông. Những nhà khoa học là những người làm sao dựa trên cơ sở lý thuyết, tức để thuyết phục những nhà khoa học đó, chúng ta phải có một cơ sở lý luận rất là vững vàng. Phát hỏi, thầy ạ, thị trường chứng khoán đang rất là ngon, thầy cho mình đầu tư năm nay chắc thắng. Nếu thầy là một nhà khoa học, thầy sẽ hỏi Phát là, Phát ạ, em căn cứ vào điều kiện nào, bối cảnh nào, thông tin nào để em nói rằng thị trường chắc chắn thắng? Phát nói rằng, em thấy trên thị trường ai cũng mua hết ạ. Và khi nhiều người mua như vậy là khả năng sẽ tăng giá đó thầy. Em có một phần lý thuyết liên quan đến hội ứng domino, nó sẽ khiến cho giá tăng lên. Nhưng những cái lập luận của em sẽ khó thuyết phục được nhà khoa học. Bởi vì em chỉ làm sao, em chỉ thấy nhìn người khác mua là em nhảy vào em mua.
em không có một cái phân tích liên quan đến cái gì ạ, chỉ số personal của ngành đó, rồi lợi ích của cái ngành đó sau khi cái kinh tế hồi phục là như thế nào. Em không có đủ cơ sở lý luận để phân tích, nhà khoa học sẽ không tin, bởi vì ông ấy dựa trên cái niềm tin số 1, đó là lý thuyết. Em dựa vào cơ sở nào? Cho nên khi nói chuyện với một người nào đó mà người ta hỏi chúng ta em dựa vào cơ sở nào nói như vậy, thì người ta đang tư duy giống một nhà khoa học đấy các bạn. Và nhà khoa học không phải là một ông gì ở trong phòng lab hay gì đâu các bạn. Tất cả các bạn đang ngồi ở đây là một sinh viên. Chúng ta là nhà khoa học đấy các bạn. Cho nên nếu ai đó nói rằng tôi mơ thấy điều này và các bạn tin sái cổ về điều đó, thì chúng ta đang đi ngược lại chân lý của khoa học đó. Nhá. Người ta hỏi chúng ta là em dựa vào cơ sở nào? Em dựa vào giấc mơ. Giấc mơ thì em chỉ kể trong cái chuyện cười thôi ạ. Còn giấc mơ để thuyết phục các nhà khoa học thì người ta không bao giờ tin cả. Giấc mơ của em được ủng hộ bởi cái nào? Có cái gì chứng minh được giấc mơ của em đúng không? Có cơ sở nào không? Có giấy tờ nào không? Em bảo là em mơ thấy. Và cố gắng đừng để giấc mơ của chúng ta chà đạp vào cuộc sống của một ai đó. Bởi vì nhà khoa học sẽ không tin điều đó đâu. Luật pháp nó không tin vào điều đó đâu. Thì có bằng chứng nào không? Nếu chúng ta chỉ dựa vào giấc mơ thôi để mà chúng ta đưa ra một kết luận nào đó, thì bạn nhớ là học đại học là nhà khoa học đấy các bạn. Phải có cái bằng chứng thực tế, thì không thể dựa vào giấc mơ của ai đó để chúng ta chà đạp nhân phẩm con người. Chúng ta là nhà khoa học, lý thuyết là số 1. Giấc mơ nó không nằm trong lý thuyết các bạn ạ. Giấc mơ chỉ gợi mở cho chúng ta cách thức suy đoán, nhưng mà cần phải có những dẫn chứng. Sau khi bạn mơ, bạn thu thập được chứng cứ thì tốt. Nhưng mà bạn cứ nói đi nói lại là tôi mơ thấy để kết luận một ai đó, thì bạn đã sai, luật pháp sẽ không dung thứ cho bạn. Ở đây là chúng ta hiểu về kinh tế rồi này. Lần sau nhớ là đã quyết định một cái gì đó, có nghĩa là bạn cân nhắc cái được và cái mất. Thứ hai nữa là lý thuyết suông là cái không hề tồn tại, bởi vì lý thuyết phải đi từ thực tiễn hoặc lý thuyết đã được thực tiễn chứng minh. Thầy yêu cầu các bạn đập đầu vô tường để được điểm 10 quá trình. 100% ở đây chúng ta đã thấy cái giá quá đắt của hành vi đó, không đáng để em làm. Nhưng mà bạn lại chưa hề bao giờ lao đầu vào cái tường hết đấy. Vậy thì chúng ta đang sử dụng lý thuyết định luật Newton để chúng ta dự đoán hành vi của mình sẽ dẫn đến kết cục như thế nào. Chúng ta làm những nhà khoa học đấy các bạn. Ok, chúng ta hiểu kinh tế và lý thuyết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi, ok. Không có lý thuyết suông nha. Không có sự tưởng tượng ra lý thuyết nha. Tất cả lý thuyết bạn sử dụng trong sách, trong giáo trình, nó đều có một quá trình đó làm sao áp dụng vào thực tiễn. Và khi người ta đã viết vào sách, có nghĩa là đã có kiểm chứng rồi nha. Thế về lý thuyết có thể sai không? Thì quay trở lại cái phát biểu của bạn Huyền đó. Lý thuyết thì màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi. Nó có độ trễ các bạn ạ. Nó có độ trễ. Ví dụ như là lý thuyết là áp dụng vào thực tiễn thông qua những quy định luật pháp đó, thì luật pháp có thể là chưa có theo kịp cái sự thay đổi, nhưng nói rằng anh không có cơ sở nào để anh đưa, thì bạn phải nhớ là tại cái thời điểm người ta đưa ra quy định đó là có cơ sở, nhưng vì cái sự thay đổi của bối cảnh môi trường quá nhanh, cho nên có thể những cái quy định đó nó không có điều chỉnh kịp thời. Còn nó không bao giờ là dựa trên sự tưởng tượng là được áp dụng vào ngay, nó phải có một giai đoạn thử nghiệm trong thực tiễn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao các bạn. Bây giờ đồng hồ của thầy là 9:05, thầy trò mình sẽ nghỉ 25 phút. 9:30 ta trở lại. 9:30 để chúng ta chào đón ca sĩ đầu tiên là Thanh Vân, ca sĩ thứ hai là Châu Ngọc sẽ lên sóng. Sau phần lên sóng của hai bạn này sẽ là phần trình bày của nhóm đầu tiên của chúng ta liên quan đến chủ đề rất là thú vị, là chủ đề về nhận thức. Cho thầy hỏi nhóm trình bày, Đức Minh ơi, nhóm em chuẩn bị ok chưa? Dạ, đã chuẩn bị ok rồi ạ. Rồi, lưu ý là các thành viên của chúng ta là sẽ bật cam trong quá trình thuyết trình. Trong giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mở đầu á, thì nhóm trưởng sẽ giới thiệu từng thành viên một và các thành viên đó sẽ bật cam lên nhé. Thầy biết là các bạn quen nhau rồi, nhưng mà lâu lâu rồi chúng ta gặp lại nhau cho nó hâm nóng cái tình cảm, cảm xúc một chút xíu. Không biết 3 tháng rồi thì gia đình chăm nuôi như thế nào, không biết có khác gì không. Nó bật cam trong quá trình trình bày. Sau khi phần giới thiệu thì cái cam của bạn không trình bày có thể tắt đi, nhưng khi bạn tham gia vào trình bày thì bạn sẽ bật lại cam. Rồi, lưu ý là hai ca sĩ sẽ được cộng điểm nếu bật cam nha, Thanh Vân và Châu Ngọc. Còn nếu mà không bật cam thì cũng không sao hết á, chỉ là không được cộng điểm thôi. Thầy cho mình nghỉ giải lao các bạn. Cô biết. Con
Ờ, đâu mà hơn. Chuẩn bị xếp giờ chưa? Có, được rồi. Hôm nay gì ạ?